mọi người. Ta-da! Ai là người xem đầu tiên nhỉ? Xem đầu tiên nhưng phải comment đầu tiên thì Ngân mới biết được. Hello, hello Thi Trần. Hello cả nhà yêu. Hello mọi người. Sợ lẽ nào ta khi không ta 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 ra ta ra. Nhìn về tương lai em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhẫn nhưng không khi ho nó sắc phai tàn. Ta ra ta ra ta ra ta ra một đêm vương sao. Chia sẻ live stream. Có ai chia sẻ live stream cho Ngân không nhỉ? Anh đợi Ngân xíu nha cả nhà. Hôm nay em Ngân ăn bún bò. Thấy em không chị yêu, em phải chia sẻ cho chị thì chị mới thấy em. Đó, giả dụ mà hở mọi người mà bấm chia sẻ đi ha, là nó sẽ hiện lên ở trên livestream của Ngân kèm theo tên của mọi người là người chia sẻ. Hello Vi Dĩnh, hello cả nhà yêu. Chào em cái đi chị. Hello em Trúc Ly Lê nha. Làm gì cũng xinh trời ơi. Hello bạn Quỳnh Na. Mọi người đang làm gì đó? Có ai nhớ Ngân không? Tính mua thuốc giảm cân bên Ngân uống mà chấm chấm bảo này này này, này. Thì nói chung là tùy bạn à. Còn bây giờ người ta quan trọng là đẹp bạn ơi. Và mình uống á, thì mình uống có chừng mực. Sau khi mà mình giảm được cân rồi á, thì mình ngừng. Chứ không phải như là mình uống thuốc giảm cân giống như là con nghiện nha. Thì nếu mà bạn uống như con nghiện á, thì đi gặp Diêm Dương á, thì đúng. Có thể đúng thôi nha. Còn nãy là đa phần á, khách của nhà Ngân uống thuốc giảm cân á, người ta giảm được rồi thì thôi, người ta duy trì thêm 1-2 hộp nữa để nó đừng có bị tăng ký lại. Hoặc là hả, người ta ăn nhiều á, người ta uống để cho nó đào thải ra thôi, chứ đâu có ai mà tự nhiên á, hả, ốm rồi mà cứ uống hoài đâu. Đúng không ạ? Cho nên mình làm cái gì thì nó cũng có chừng mực thì nó mới hợp lý. Son bao nhiêu một cây chị? Hello em nha, son của nhà chị giá là 345.000 một cây. Đợi chị tí xíu nào. Đang xem Ngân ăn nè. Hello bạn Đông Nguyễn nha. Mọi người vô đông đông đi, ăn chung với Ngân nè ha. Hôm nay Ngân ăn gì vậy? Hôm nay Ngân ăn bún bò. Bún bò bà Ngân. Hello Mỹ Hà. Bún bò ngon quá. Thank you cả nhà nha. Nói chung là Ngân ăn gì cũng ngon hết á. Nhiều khi đồ ăn nó không ngon mà Ngân ăn vẫn ngon. Nóng à. Ok. Nhìn chị ăn ngon quá. Hello em Nguyễn Thị Úc nha. Trước khi ăn á là Ngân cũng phải làm rất là nhiều thủ tục luôn. Nào là dầm nước mắm đây. Đây là chén nước mắm thần thánh của em Ngân. Nước mắm này là nước mắm ớt chanh nha cả nhà. Thường á, nếu mà Ngân ăn cơm á nha thì Ngân sẽ chấm với nước mắm mặn thôi. Còn cái này á là Ngân ăn với lại bún phở này nọ các thứ thì Ngân sẽ nặn thêm chanh vào nước mắm ấy. Giảm cân giá bao nhiêu vậy chị? Hello em Trúc Ly Lê nha. Giảm cân của nhà Ngân á thì hiện tại á thì đang có 3 loại. Có loại á thì 870. Ok, đợi Ngân xíu để Ngân sẽ đưa sản phẩm lên và báo giá cho mọi người luôn nha. Thích nhìn Ngân ăn. Ngân ăn miệng ngon. Thật ra Ngân thấy ai ăn nhìn miệng cũng ngon hết trơn á nha. Mẹ hả? Ngân á thì Ngân rất là thích coi người nước ngoài người ta ăn. Ăn mấy cái món gì mà khổng lồ quá cả nhà. Chị Ngân thấy em không ạ? Hello em Trương Tho. Hello Mộng Tiền. Hello cả nhà yêu. Ủa? Ok, thấy rồi. Chị có bán kem trị mụn không ạ? Ăn đi chứ để nguội mất ngon. Không, Ngân không có mở máy quạt. Với lại là nó cũng đang rất là nóng á. Cho nên nè mọi người thấy nó bốc khói không ạ? Không biết mọi người có thấy được không á chứ. Ngân tính để nguội rồi mới ăn á chứ nóng quá. Ăn thổi nó cũng mệt. Mỏi miệng, ăn thổi mỏi miệng cả nhà. Còn nóng lắm luôn á. Ngân mới nấu xong mà. Đó, mọi người có thấy bốc khói không ạ? Bốc khói luôn á. Đó. Wow.
Thích xem chị ăn ghê. Hello em Hồng Gia My. Hello Trung Lê, hello cả nhà. Lát nữa ăn bún xong thì mình sẽ ăn thêm một món nữa, đó chính là chè. Hai món quá quen thuộc luôn, tại vì Ngân rất là thích ăn chè á, cho nên là nhà của Ngân rất là hay nấu chè. Nếu không nấu thì Ngân cũng rất là hay gọi kêu về. Đặc biệt nha, Ngân rất là hay ăn chè vào ban đêm á mọi người, không những là đêm đâu mà khuya á. Thường mà Ngân thức tới á hả 2-3 giờ sáng á mà Ngân thèm đồ ăn á thì Ngân sẽ ra Ngân lấy chè Ngân ăn, hoặc là sâm bổ lượng, kiểu là chè Thái, chè đậu xanh hoặc là sâm bổ lượng gì đấy. Nhìn tô bún muốn xỉu à, to vậy ăn hết không nè? Chắc chắn là hết nha cả nhà. Nói chung là Ngân ăn rất là nhiều luôn. Thường á là người ta ăn á thì người ta cũng chỉ ăn cái tô bình thường thôi, còn Ngân nha, lúc nào Ngân ăn cũng vậy, Ngân cũng phải kêu cái tô là làm cho Ngân tô đặc biệt hả. À, chào em đi chị. Hello em Tư Nguyễn nha. Ok, nặng miếng chanh. Trời trời. Đã quá. Và thêm một miếng sa tế này cũng rất là ngon. Đó. Và thiếu tiêu nữa nha cả nhà, còn phải có tiêu nữa thì nó mới ngon. Đợi Ngân một tí xíu, Ngân đi lấy tiêu nha. Bữa nay chị ăn bún bò Huế giống Ngân luôn nè. Thật sự hình như bún bò Huế là của gốc Huế đúng không cả nhà? My ăn con cạch không? Ta cho My ăn. Hello bạn Linh Lễ nha. Nào con cạch của bạn dắt vàng đi, dắt vàng á bạn. Vàng này hình như giá đang lên hay đang giảm gì đó, Ngân cũng không còn quan tâm. Nhưng mà khi nào cạch của bạn dắt vàng đi, rồi bạn hãy hỏi người ta câu đó nha. Nha bạn nha. Bạn làm như con cạch của bạn ngon lành lắm vậy. Thời buổi giờ hả, đàn ông kìa, nhiều tiền kìa, có tiền nhiều á, chưa chắc Ngân thèm đâu, chứ đừng có nói mà có mỗi con cạch không. Trời ơi, nào dắt vàng đi ba, hay là đính kim cương đồ gì đi ba, xong rồi hãy hỏi ta câu đó nha. Mấy thằng bác dơ, mấy thằng dơ giấy. Đây, đây là hủ tiêu nè cả nhà, phải có tiêu nữa. Món ruột của em đúng gốc ở Huế rồi. Trời, ta nói mỗi lần nha, Ngân mà đi ra Huế cả nhà là Ngân toàn ăn bún bò Huế với lại là bánh nạm lọc không. Hôm bữa Ngân đi ra Huế nè, người ta cho Ngân quá trời luôn mà tới giờ vẫn còn. Đây, cho mọi người xem cái bánh nạm lọc ở ngoài Huế nè, người ta cho Ngân ở họ 2 thùng luôn, ăn cả tháng này chưa hết luôn nè. Cái bánh ở ngoài Huế nè, đó, người ta để đông lạnh gì á, cứ nào ăn nó thì hấp lên, ăn nhiều lắm luôn mà eo có chút xíu à. À không có đâu, ta nói Ngân đi hút mỡ bụng á cả nhà, hút mỡ bụng nên eo nó mới nhỏ được vậy chứ ăn nó đâu mập đâu, kiểu vậy mấy bà vậy á. Nhìn bún bò Huế ngon quá, nghe chửi đẻ tai quá. Đâu, Ngân đâu có chửi đâu, thiệt sự nha. Nếu mà con cạch của bạn hồi nãy mà dắt vàng hoặc là đính kim cương là Ngân lụm liền, Ngân bú liền, Ngân ăn liền. Chứ đây có con cạch cùng không mà hỏi ta bú cu không cho. Cho mẹ tụi bay cho ba thằng bé dơ. Về Gia Lai có phở 2 tô, phở 2 tô là sao cả nhà? Ăn cây vậy chị, đúng rồi, ăn cây nó mới ngon em ạ. Xin vía chị yêu bán hàng như một con gió, như một cơn gió. Là sao em? À có nghĩa là ý cái hũ vàng vàng này là thuốc X5 nè. Thì cái thuốc X5 này á, thì nó sẽ có công dụng là tăng cường sinh lý dành cho nam nha. Chị em nào mà muốn mua thuốc tăng cường sinh lý dành cho nam cho chồng uống ý, thì mấy chị em inbox cho Ngân. Cái thuốc X5 này Ngân bán cũng rất là lâu rồi. Vú xấu quá chị yêu ơi, cảm ơn em yêu nha. Vú xấu mà cả tá thằng muốn bú em ơi nha. Vú xấu hay không để đàn ông người ta nói nha, nhưng mà phải là đàn ông có tiền nói chị mới tin. Chứ ba thể loại đàn ông mà họ không có tiền chơi vú chị xấu thì chị cũng chả tin đâu. Tại vì nó bú không được, nó chơi xấu là phải rồi. Khi nào mà đàn ông có tiền á mà chơi chị xấu á chị mới tin. Ok. Một hộp giảm cân giảm được bao nhiêu ký? Giảm cân của nhà Ngân ấy thì thường nó sẽ giảm được từ 5 cho tới 15 ký tùy theo loại và tùy theo cơ địa của mấy chị em mình hấp thụ nhé. Màu môi của Ngân là màu gì? Hiện tại màu môi của Ngân ấy thì Ngân son dưỡng thôi. Nhưng mà sáng giờ Ngân nói nhiều quá thì nó cũng bị bay hết son rồi. Bây giờ Ngân sẽ son lại. Son dưỡng này bữa giờ quá trời người hỏi mua luôn. Nhưng mà hả, đang bị hết hàng nè, còn ít hàng á. Thấy chị em hỏi mua là chắc phải đợi rồi đó. À, hai em thấy không? Cái thân dưỡng này của nhà Ngân nó có màu sẵn luôn nè. À, thấy màu hồng baby không? À, tròn lên thấy cái mồi nó bóng mượt đã không? Chị chào em đi. My chị nói hay xài gì đẹp vậy? My tôi không có nói má. Tôi bị dị ứng với lại keo dán My. Keo nói My cũng dị ứng luôn. Kể cả là keo dán My cũng dị ứng luôn á mấy má. Tôi xài thanh dưỡng My với lại mascara nha.
chị em nào mà muốn lông mi dài dài đẹp thì inbox cho Ngân. Còn nếu mà chị em nào mà muốn họ vuốt cái lông mi mà nó dày, nó dài, đen và nó tự nhiên như thế này thì mua cái mascara này nha. Nè mấy chị em để ý nè, càng vuốt nó càng dài nè, mà nó không có bị vén cục, tự nhiên lắm luôn. Nhìn nó họ vuốt lên y như lông mi giả luôn, nhưng mà nó không vén cục nha, cho nên nhìn rất tự nhiên. Đó mấy chị em thấy không, càng vuốt càng dài rất là hay luôn, thấy không? Thấy cọng nó đen nó đậm hơn không, mà không bị vén cục nha. Hả? Cái cây vuốt mascara này giá là 380 nè, nhưng mà để mà vuốt lên nó đẹp được như thế này thì mấy chị em phải có một cái thanh dưỡng lông mi dày dài đẹp tự nhiên nữa. Cái thanh dưỡng lông mi dày dài đẹp tự nhiên của Ngân đâu ta? Nói chung là inbox cho Ngân đi. Đây, đây là cái cây dưỡng mi của nhà Ngân. Thì cái cây này là Ngân xài lâu quá rồi, cho nên là nó cũ quá, nó bị chấp hết tem mạt ở ngoài. Còn khi mọi người mua thì nó rất đẹp nha mọi người. Cái cây dưỡng mi này thì nó cũng rất là dễ sử dụng luôn. Đó, mọi người thấy cái đầu chuốt của nó không? Nó không có bị cay mắt và nó không bị chọt vô mắt á. Ăn mặc kiểu sexy nên gì? Nói cho hết đi kìa ba, nói hết lần đi rồi hãy enter nha. Biết chơi Facebook không? Nói vậy nó bị đứt đoạn, đọc rồi nó quên mất. Chị tư vấn giảm cân đi chị ơi. Ủa, cái hộp giảm cân X1000 đây. Ok. Ai ghét chứ mình cứ làm cho họ ghét luôn chị. Không cần phải buồn vì những lời nói ganh ghét đó. Trời đất ơi. Có biết buồn đâu buồn. Đẹp lắm Ngân. Hello bạn Thu Trang nha. Ngân ơi, có phải mua hai lọ giảm cân X5 được tặng một cao quỷ mỡ đúng không em? Dạ đúng rồi chị mua 2X3 hoặc là 2X7 hoặc là 2X1000 thì em sẽ tặng cho chị một cái tiếp cao quỷ mỡ trị rạn da nhé. Chốt cho dưỡng mi nè, chốt cho son dưỡng nè. Má chị em muốn thuốc giảm cân của nhà Ngân thì má chị em uống nước cho thiệt là nhiều vô. Có rất là nhiều chị em hỏi Ngân á là tại sao khi mà Ngân tư vấn cho mấy chị á thì Ngân lại nói là uống trước khi ăn từ 20 phút cho tới 30 phút, nhưng mà sao lúc nào thấy Ngân cũng uống xong rồi Ngân ăn liền vậy? Mọi người biết tại sao không? Tại vì Ngân không có muốn bị chán ăn, Ngân không có muốn là bị cái kiểu mà họ nhìn đồ ăn mà không thèm á cả nhà, tại vì Ngân rất là thích ăn. Nếu mà mấy chị em muốn nha, mấy chị em giảm ăn lại á thì mấy chị em uống thuốc trước 20 phút 30 phút thì mấy chị em thấy đồ ăn mấy chị em sẽ không có còn thèm nhiều nữa ha. Còn Ngân đây là Ngân muốn ăn cho nên là Ngân uống vô Ngân ăn liền. Đó, thuốc giảm cân nhà chị đúng đỉnh luôn, uống mà vẫn ăn, uống vậy mà vẫn xuống ký thiệt, lại không bị mệt. Cảm ơn em Ngân Nguyễn nha. Nhìn đẹp như mi nói luôn, đúng rồi. Đúng rồi, đẹp như mi nói luôn cả nhà. Thấy bẻ ghê thật. Hello bạn Nguyễn Thị Bảy nha. Rồi tính coi Ngân tới chừng nào. Nói Ngân ghê, Ngân gớm. Rồi tính coi Ngân tới chừng nào đây. Không biết cái nước nó chua chưa. Nếu mà nó chưa chua thì mình phải nặng thêm chanh cả nhà nhé. Ngon quá. Chua chua nha. Nặng thêm miếng chanh nữa. Chốt cho chị Lai Bích Lan hai hộp giảm cân X7 nè. Đó mấy chị em thấy chưa. Úi trời ơi. Mấy chị em mà comment ở trên livestream của Ngân nè ha. Mấy chị nói chốt cái này chốt cái kia thì mấy chị cẩn thận giùm Ngân nha. Tại vì có rất là nhiều thành phần lừa đảo á, nó cứ đi giả mạo Ngân á mọi người. Nó cứ theo dõi livestream của Ngân nè, nó canh coi thử có ai comment đặt hàng đồ gì không là nó sẽ bấm kết bạn với mọi người. Nói chung là túm lại một cục á, là nếu mà mấy chị em thấy nha, có bất kỳ cái Facebook nào đó mà nó để hình của Ngân nè, nó để tên Kim Ngân hay là Ngọc Ngân đồ gì, nó nói chung không biết, không cần biết nó để cái tên quần què gì hết trơn á, nhưng mà miệng nó để hình của Ngân nha, nó đi bấm kết bạn với mọi người thì xác định luôn cái đó là giả đó. Cái đó là giả đó mấy chị, em Ngân bao giờ làm ba trò rùi bu đó nha, toàn là khách tới tìm Ngân thôi, chứ Ngân không bao giờ mà đi kết bạn với từng người rồi nhắn tin với từng người chào mời mua hàng, không có đâu mấy chị nha. Ok thôi mình ăn đây. Mấy chị em muốn mua hàng này nọ các thứ thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Ngân nha. Mà sao cái đợt mà Ngân đi ra ngoài Huế, Ngân ăn bún bò Huế á mọi người, thì Ngân để ý là Ngân có ăn mấy quán nha, thì cái cọng bún của nó không có to giống như ở Sài Gòn ta. Cái cọng bún nó không có to như thế này, mà cọng bún nhỏ ấy. Đây là tiêu. Rưới tiêu cho bún bò nó ngon. đúng rồi, với lại là Ngân không có dùng Zalo để chốt đơn luôn nha cả nhà. Nếu mà có mấy cái Zalo nào đó nó để hình của Ngân á, nó để Yubu Shop hoặc là nó để Ngân 98 này nọ các thứ đó, thì không phải Ngân đâu, tại vì Ngân không có bán hàng qua Zalo. Zalo của Ngân là chỉ tiếp những cái khách sĩ mà lấy hàng ở mấy mười mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu không à. Còn mấy cái Zalo mà họ bán hàng bình thường là không phải của Ngân đâu nha, nó giả mạo á. Trời
Hành dưỡng mi sử dụng bao lâu là dài vậy chị? Đợi Ngân tí xíu. Đợi Ngân kêu ông bé nhân viên của nhà Ngân nó đem cái thanh dưỡng mi mới qua để cho mọi người xem. Chú thanh dưỡng mi này xài cũ rồi nhìn nó kỳ quá. Alo, đem qua cho chị một cái thanh dưỡng mi mới nha em. Dạ dạ. Ừ. Ok, hồi nãy mọi người hỏi gì ta? Ngân quên cha mất. Xinh quá nè, đẹp quá, thank you cả nhà. Bỏ cái tô này cho nó cao lên xíu cho nó dễ ăn. Ngon quá. Chị ơi, thuốc giảm cân giá bao nhiêu một hộp vậy chị? Hiện tại thì nhà Ngân đang có 3 loại nha. Cái X3 này giá là 870 nè. X3 này giá là 870 nè. X7 này giá là 1 triệu nè. Còn X1000 này giá là 1 triệu mốt ha. Thì ba cái loại giảm cân này của nhà Ngân á, thì công dụng giảm cân của nó đều tốt như nhau vậy á. Tại vì có nhiều chị em hỏi là ba loại này loại nào tốt nhất vậy Ngân, thì xin thưa là loại nào cũng tốt hết trơn á nha. Chỉ có điều là loại nào nó mạnh hơn loại nào thôi, thì số càng cao thì mạnh càng nhiều nha cả nhà. Đó. Giảm cân của nhà Ngân á là đích thực á là không có cần phải ăn kiêng hay là tập thể dục gì đâu nha. Đây, đây là thanh dưỡng mi của nhà em Ngân nha cả nhà yêu. Chị em nào muốn lông mi dày dày đẹp thì inbox cho Ngân nè. Cái thanh dưỡng mi này á, má chị em sử dụng ha, tầm 2 cho tới 3 tuần là má chị em lông mi của má chị đẹp xuất sắc luôn. Giá là 320. Quá rẻ cho một cuộc tình. Thấy anh mà mê quá à. Thank you cả nhà nha. Nói chung á là mình thích cái gì là mình phải ăn cái đó. Nói chung là sống là phải ăn, còn ăn là còn sống, mà còn sống là còn ăn nha cả nhà. Mốt chết đâu mang theo được đâu. Đó, đây là thanh dưỡng mi của nhà em Ngân. Đó, má chị em thấy chưa? Chị em nào muốn lông mi dày dày đẹp như thế này thì má chị em inbox cho Ngân nha. Lông mi má chị dày dày đẹp tự nhiên rồi á thì má chị em sử dụng mascara nào nó cũng đẹp hết trơn á. 320 nha má chị nha. Má chị sử dụng á thì nó sẽ không có bị cay mắt của má chị á. Và nó sẽ không có bị thâm mắt. Có thuốc trị sẹo không em? Cho hỏi cho em mở học đăng ký dạy mẹ tiên chứ em nói gì vậy em? Nay chị đẹp hơn nè. Ngày nào Ngân cũng vậy mà mọi người, tại vì nhiều khi á Ngân tự mắc cúp á cho nên nhiều khi á là nhìn có thể là nhìn mỗi ngày nó mỗi khác nhau á. Này là chén nước mắm thần thánh của Ngân nha. Trong này nó có chanh nè, nó có nước mắm và nó có ớt. Má chị em ăn cay cỡ nào thì má chị em dầm vô. Có nhiều người coi livestream của Ngân riết xong rồi bị nghiện cái nước mắm này giống Ngân luôn. Này là 40% chanh, 60% nước mắm, còn lại là ớt nha. Hồi xưa ở ngoài quê á là Ngân ăn theo kiểu như thế này nè. Múc nước mắm vô này, múc nước này húp, nhiều lúc nó cay quá nó sặc luôn á. Nếu mà ăn theo kiểu này mọi người phải húp nước ra thiệt là từ từ nha, không nó sặc đó. Ăn như này thì bị đậm vị á. Đẹp quá. Mua hàng bên chị có cần chuyển khoản trước không? Có người bảo em chuyển khoản trước. Nếu mà đúng số tài khoản có tên là Võ Thị Ngọc Ngân thì em cứ chuyển đi nhá. Tại vì số tài khoản có tên là Võ Thị Ngọc Ngân là số tài khoản của chị á. Để Ngân kim cái số tài khoản luôn cho mọi người xem nè. Tài khoản VCB. Đó, Ngân ghi số tài khoản rồi đó. Để nhà thấy chưa? Đó cha nó bị ẩn cùng bên rồi. Em ăn nhiều mà không béo nhỏ. Đúng rồi nha mấy chị em. Ngoài thuốc giảm cân ra thì nhà Ngân còn có thêm một cái loại cao quỷ mỡ trị rạn da nữa. Không phải là Ngân ăn nhiều không béo, mà rõ ràng hồi này á mấy chị em thấy Ngân có uống thuốc giảm cân đúng không? Hai đứa nó nằm nó cắn cái này ồn quá đi thôi. Cao quỷ mỡ giá bao nhiêu vậy em? Cao quỷ mỡ giá là 350 nha mấy chị em. Lát nữa em Ngân ăn xong em Ngân sẽ thoa cho mấy chị. Mà thoa chắc giờ thoa đi, chứ lát nữa bụng nó bự lắm luôn á. Để bây giờ Ngân thoa cái để nha mấy chị em. Sẽ mất tầm 15-20 giây nha mấy chị em mình nhá, chứ lát nữa là bụng bự lắm luôn á cả nhà. Tại vì một ngày Ngân ăn quá nhiều đi, ngày ăn quá nhiều. Thấy bé này ăn mà thèm quá,
Đánh kem VIP face có cần kem chống nắng nữa không? Cần nha cả nhà. Nếu mà má chị em ra ngoài nắng xuyên suốt thì má chị em nên sử dụng thêm kem chống nắng đi, để cho nó bảo vệ da của má chị em mình an toàn tuyệt đối nha. Cao quỷ mỏ giá là 350. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân nhé. Và Ngân cũng có một cái thói quen, đó chính là hay thoa cao quỷ mỏ trước khi ăn, để cho mình có cái cảm giác an toàn đó má chị em. Cái kiểu như không sợ, uống giảm cân rồi, thoa cao quỷ mỏ nha. Đó mình ngửi thầm trong bụng vậy đó, nhưng mà nó thiệt mới chị ạ. Đó, cao quỷ mỡ giá là 350, chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân nha. Mấy chị em có để ý là một ngày Ngân livestream rất nhiều lần, và like nào dường như Ngân cũng thoa cao quỷ mỡ cho mấy chị em xem, thì mấy chị em thấy á, da bụng của Ngân nó đâu có bị dị ứng đâu đúng không ạ? Nó không có nổi hụt, nó cũng không có ngứa đồ gì luôn, xài rất là thích luôn. Giá là 350 một tiếp nha, rất là lành tính. Sắp tới có khả năng là sẽ tăng giá đó. Ngân còn mascara không? Hello bạn Nương Hương Trần nha. Còn nha, bạn nhắn tin cho Ngân đi. Nếu không còn thì bạn đợi giùm Ngân nhé. Tại vì bữa giờ mascara đi hàng cũng kinh khủng. Đây, cao quỷ mỡ, giá là 350. Ok, nóng quá trời nóng luôn á. Mà không có bật máy quạt, mọi người biết làm sao không? Tại vì sợ cái tô bún á, nó nhanh nguội. Mà Ngân đi ra quán ăn cũng vậy nha. Ví dụ mà quán ăn đi, mà quán máy lạnh thì ok, chứ mà cái máy quạt mà nó thổi phà phà vô cái tô phở, hoặc là thổi phà phà vô tô bún của Ngân là Ngân không chịu. Tại vì nó nhanh nguội, ghét lắm. Rồi bắt tắt máy quạt hết. Uống bia nhiều có giảm được không? Không chị, được nha cả nhà nha. Nói chung là thuốc giảm cân nhà Ngân là không cần kiêng cử khỉ gì hết á. Bia rượu đồ gì cũng giảm được hết. Lại lên cơn khùng, người không ra ra người nhìn lại mình đi gớm. Hello bạn Nam Nguyễn Thị Đinh nha. Ok, kệ bạn chửi gì mình nhận hết trơn á. Nhưng mà giờ mình hỏi lại bạn nè, bạn nói mình người không ra người thì bạn vô bạn coi mình để làm gì vậy? Ví dụ là mình là súc vật đi ha, thì cho hỏi bạn vô bạn coi livestream của con súc vật này làm gì vậy? Thoa cao hủy mỡ không cần xài nịt bụng có được không em? Dạ được nha mấy chị. Ngon quá. Sao tội vậy? Ăn cho xong rồi hãy thoa để lát nó nguội. Đôi khi á, mọi người nhìn vô á, mọi người cứ nói Ngân là tội thế này tội thế kia, nhưng mà Ngân lại không cảm thấy như vậy. Ngân lại cảm thấy vui. Cũng giống như nhiều người nói là sao không ăn xong mà làm, vừa làm vừa ăn tội vậy. Nhưng mà mọi người ơi, chỉ trong những lúc mà Ngân ăn như thế này nè, thì Ngân mới rảnh để mà Ngân làm và Ngân livestream thôi. Chứ còn lại á nha, Ngân livestream xong rồi á, là Ngân sẽ còn rất là nhiều việc để Ngân làm luôn. Nhiều việc lắm. Còn phải coi đất, coi đai đồ nữa nè. Tại vì hả, mỗi lần mà mua một miếng đất á, rất là sợ bị lừa luôn. Nha kẻ nhà, thời buổi bây giờ cái gì cũng lừa được hết, nhất là chuyện đất đai. Còn phải coi rất là kỹ luôn. Sao mà ngủ, hoặc là đi ship nhạc để chuẩn bị đi diễn. Tại vì mỗi lần mà đi diễn, đi đánh DJ là mình phải ship nhạc để mình đánh cho khách nghe, chứ đâu đánh bậy bạ được, mất thời gian lắm á. Thuốc giảm cân giá bao nhiêu em? Ngon quá cả nhà ơi, quá ngon luôn. Chảy mồ hôi luôn á. Ăn bún hồi không mập là đúng rồi. Đúng rồi, ăn bún không có mập nha. Ăn nhiều lên bạn không mập. Thiệt, đúng rồi, không mập. Chốt cho chị Lê Thị Trà Giang một cao quỷ mỡ nè. Mấy chị em mua hàng á, mấy chị em đừng có để lại số điện thoại ở trên livestream của Ngân nha. Không để lại số điện thoại trên livestream nha. Nhiều người người ta thở thôi cũng mập, chứ đừng nói mà ăn bún ăn phở ăn cơm mập hay không. Thở thôi cũng mập. Ngân giỏi, hello bạn Mai Ca nha. Ngân vừa xinh vừa giỏi, cảm ơn cả nhà. Với lại là đôi khi mà Ngân livestream á, mà Ngân ăn á, thì nó cũng giúp cho Ngân một tập được một cái thói quen, đó chính là ăn từ từ lại. Chứ nếu mà Ngân không livestream nha mọi người, cái tô bún bò này hở Ngân ăn chắc hở tầm 3 phút là xong rồi. 3 phút là xong rồi. Ngon nhanh lắm.
càng ngày ngon càng dễ thương, báo lại giá giảm cân cho chị với. Ok, X3 này giá là 870, X7 giá là 1 triệu, X1000 giá là 1,1 triệu nha. Và hiện tại trên thị trường thì Ngân thấy là cũng có vài bạn hot girl, người mẫu, diễn viên này nọ các thứ thì cũng ra giảm cân và cũng cố tình đặt cái tên giống như Ngân, đặt X7, thậm chí là đặt X1000 giống như xì Ngân luôn. Thì mọi người cẩn thận nha, nếu mà để mua đúng cái hộp giảm cân X1000 của nhà Ngân thì phải có cái hình Ngân cầm cái hộp như thế này. Đây, đó, đây mới chính xác là giảm cân X1000 của nhà Ngân nha. Nói chung là cũng không trách được, tại vì em nó quá hot thì người ta sẽ bắt chước thôi. Đó, đang nói em giảm cân chứ không phải nói Ngân. Ngân không ai thèm bắt chước hết trơn á. Bắt chước chưa cho bị chửi. Thấy Ngân ăn tô bún bò mà thèm ghê, mua đất Bình Phước alo em. Nói chung là chú Quang gợi ý cho Ngân đất nào thì Ngân mới coi qua đất đó thôi, chứ Ngân không có thời gian để mà đi tìm hiểu về đất nhiều đâu. Cái eo con kiến mà chứa được tô bún to vậy em? Đúng rồi đó mấy chị em. Mấy chị em cẩn thận với những cái Facebook nào mà để hình Ngân đi kết bạn với mấy chị nha, hoặc là những cái Zalo mà để hình Ngân nhé. Ngân không bán hàng trên Zalo nha. Ngân không có sử dụng Zalo để bán hàng. Và Ngân cũng không có dùng bất kỳ cái Facebook nào để đi bấm kết bạn với mấy chị đâu. Cho nên nếu có cái Facebook nào đó để hình của Ngân đi bấm kết bạn với mọi người thì xác định luôn cái đó là lừa đảo á. Lông mi chị Ngân đẹp quá. Cảm ơn em. Chị cũng mua trên mạng nhiều mà bị lừa, giờ không biết tin ai đây. Hết đâu chị Văn Phan nha. Chị nhắn vô cái trang Yobu Shop mà chị đang coi livestream đi. Chị đang coi trang đấy. Chả lụa ngon quá. Ăn nhiều mà không thấy chị mập. Chị đã từng rất mập rồi, cho nên bây giờ chị không thể nào chị để cho chị mập được nữa nè. Hồi xưa đã từng rất mập. Những ai chưa biết thì Ngân mở cho mọi người coi. Ngân sẽ cho những người mà chưa biết Ngân từng rất mập nhé. Đây, từng sáu mấy 70kg. Hình này là người ta đã photoshop cho Ngân rồi đó. Để từng rất mập. Đó, cả nhà thấy chưa? Mập mà thấy ở cái đầu nó bự luôn. Chị em nào muốn giảm cân thì cứ inbox cho Ngân nha. Thậm chí là mấy chị em mà sâu sinh nó khao khát muốn lấy lại vóc dáng thì cứ tìm tới em Ngân. Làm cho em ly chè nha chị. Rớt cộng bún. Ba Quang đâu mẹ, nhai kỹ đi Ngân. Dưỡng mi của em dưỡng bao lâu thì dài? Đối với trùng Ngân thò cái cao quỷ mỡ nè cả nhà. Bây giờ cái bụng của Ngân nó đang nóng răng răng lên nè, đã lắm luôn á mọi người, đã lắm luôn á nha. Nó đang chảy mỡ nè, không biết mọi người thấy được không á chứ. Đây, đang chảy mỡ nè cả nhà, trời ơi mỡ nè, mỡ nó ra nè, mỡ nó ra nè. Đó, cả nhà thấy không? Không hề bớt, không hề rít, không hề dơ một tí xíu nào luôn nha cả nhà nha. Thậm chí cái cao quỷ mỡ này của nhà Ngân á, mọi người thoa xong mọi người đi tập gym nhá, nó có chảy thì nó chảy mồ hôi. Nó chảy mồ hôi của mọi người thôi, chứ nó không có chảy kem tăng mỡ của nhà Ngân ra ha. Nó không có bị dơ, xài thích lắm. Cao quỷ mỡ giá là 350 nha cả nhà. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân. Nay Ngân có thêm trang Yobu Shop nữa à. Hiện tại thì cái trang chính của Ngân thì nó có tên là Yobu Shop nha. Thì lát nữa Ngân sẽ chỉ cho mọi người cái cách làm sao để biết có là mọi người có mua đúng trang hay không nha. Lát Ngân ăn xong Ngân chỉ cho mọi người nha. Những ai mình quan tâm thì mình ở lại livestream của Ngân thêm một tí xíu nữa. Bà Duyên lúc mập vẫn đẹp nhé gái. Dễ thương quá, rớt cộng bún mà không theo cho nó luôn. Bởi ta nói hả, nhiều lúc Ngân ăn nha cả nhà, Ngân gặm xương nha, mà chó nó còn hờn luôn ý cả nhà. Thiệt, đi nhà hàng, đi quán đồ ăn gặm xương xong đưa cục xương, chó nó mà chửi được nó chửi Ngân luôn á. Mẹ nó gặm còn miếng thịt nào luôn á. Không còn miếng sụn luôn á chứ đừng nói miếng thịt nha cả nhà.
Chị chưa sử dụng mỹ phẩm bên em, nhưng ngày nào chị cũng vừa xem em ngon cute quá. Hello chị ấy Vy nha. Có phải là chị không sử dụng mỹ phẩm bên em tại vì chị nghĩ là mỹ phẩm bên em không xịn không ạ? À? Tại vì nhiều khi em ngon bán giá nó rẻ quá đó cả nhà, cho nên sợ mọi người nghĩ là hàng dởm á. Giảm cân nhà ngon đào thải mỡ ra đường nào? Thường ấy thì những cái loại giảm cân khác ấy, thì nó sẽ hay làm cho mọi người là bị đau bụng, bị tiêu chảy đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi chưa chắc nó giảm. Nhưng mà thuốc giảm cân của nhà ngon á thì hay một chỗ là nó không có bị tiêu chảy nha, nó cũng không bị táo bón luôn, mà nó sẽ bị đi tiểu nhiều với lại bị ra mồ hôi nhiều á. Mấy chị em uống thuốc giảm cân của nhà ngon á, mấy chị em ráng uống cho thiệt là nhiều nước vô, nước lọc á, uống nước lọc á. Dù bù xốp là vú bự xốp hả chị? Đúng rồi em, hồi xưa là nó có ý nghĩa như vậy á. Tại vì hồi xưa lúc mà Ngân tạo cái trang dù bù xốp là lúc đó là Ngân bán bikini. Cách đây là 6 năm về trước là Ngân bán bikini. Này giờ hết rồi. Giảm cân nhà chị Ngân sinh sau mấy tháng là dùng được, sinh sau 1 tháng là dùng được rồi em. Cái này là nạm bò nha cả nhà. Nạm bò nhưng mà rất là mềm, không có bị dai. Thuốc giảm cân nhà Ngân uống có bị mệt không? Có thể là mệt nha, có thể mệt nha cả nhà, tại vì thuốc giảm cân nhà Ngân nó quá mạnh đi. Có rất là nhiều chị em nói là hồi mấy chị cơ địa, mấy chị rất lì, sử dụng qua rất là nhiều loại giảm cân rồi nhưng mà uống mấy loại khác nó không có xuyên nhê, nhưng mà uống nhà Ngân nha thấy hơi nhùng nhùng rồi đó, thấy hơi mệt rồi đó, thì tại nó mạnh quá mà. Mà quan trọng là nó giảm được. Cơ địa khó giảm thì dùng loại giảm cân nào? Nếu mà cơ địa khó giảm á thì dùng loại X7 này nè. X7 này trước đi, xong rồi sau đó tăng lên X1000. X1000 nó mạnh hơn nữa, X1000 rất mạnh. Ngon sao em đẹp gái dữ Ngân. Hello chị Nguyễn Phượng nha. Mấy chị em cứ sử dụng những cái sản phẩm mà em Ngân đang sử dụng thì mấy chị em sẽ đẹp như Ngân thôi, hoặc là lại đẹp hơn nha. Có thấy tin nhắn của chị không em? Giảm cân từ mấy tuổi mới uống được vậy chị Ngân? Từ 12 tuổi là đã uống được rồi em ơi. 13 tuổi uống X3 á. Uống cái loại nhẹ nhất của nhà Ngân á. Chị cũng có đặt giảm cân mà kêu chị chuyển khoản trước, không biết là thật hay giả. Bên shop em Ngân có kêu chuyển khoản trước nha mấy chị, nhưng mà phải đúng số tài khoản có tên Ngân. Tên của Ngân là Võ Thị Ngọc Ngân. Đó là đúng số tài khoản của Ngân. Con gái ăn mặn quá. Có kem dưỡng đêm của Nhật không cho em xem? Kem bên chị là nguyên liệu nhập từ Hàn em ơi, còn giảm cân mới là nhập Nhật thôi. Chị em nào muốn dưỡng một cái bộ mỹ phẩm á, giống như Ngân đang dưỡng á, thì mấy chị em mua cái bộ VIP này nè. Cái bộ VIP này là cái bộ mà Ngân đang sử dụng hơn 4 năm nay luôn ha. Mấy chị em đợi xíu Ngân ăn xong rồi Ngân sẽ chỉ cho mấy chị em cái cách làm sao để nhận diện được là mấy chị em có mua đúng trang hay không, và trang vô bù shop nào là thật nhá. Đây, chị em nào muốn da đẹp thì cứ inbox cho Ngân mua cái bộ VIP này nha. Bảo đảm và cam kết với mấy chị luôn nha. Dưỡng là đẹp. Đây có bộ tủ không anh? Có chị. Giá là 940. Serum với lại kem luôn. Nhìn Ngân ăn ngon quá. Thank you chị Thanh Hồng nha. X7 giá bao nhiêu? X7 giá là 1 triệu. Giảm cân chị nhận được rồi, uống mấy viên em? 3 ngày đầu chị uống 1 viên đi chị, bắt đầu ngày thứ tư chị hãy uống 2 viên. Thường á, ngày thuốc giảm cân của nhà Ngân á thì Ngân sẽ tư vấn cho khách đó là uống 2 viên. Nhưng mà có nhiều chị em nói là giảm cân nhà Ngân mạnh quá, giảm xuống còn 1 viên thì có giảm hay không, có giảm được cân hay không? Giảm được nha mấy chị em. Tại vì nó mạnh quá mấy chị em, giảm xuống mà thì nó giảm nhá.
Cô 55 tuổi có uống được không cháu? Em đặt bill da mà không thấy chị ơi. Hello em Dương Dương nha. Em đặt được khi nào vậy em? Em thông cảm nha. Tại vì nhiều khi á, cái tin nhắn bên mấy cái trang bán hàng của chị nó bị nhiều quá đó em. Ví dụ mà mọi người nhắn tin cho Ngân đi ha, mà mọi người thấy là ui sao bên Ngân đặt rồi không trả lời, thì mọi người cố gắng mọi người nhắn lại thêm lần nữa nha. Nhiều khi nó bị sót đơn, hoặc là có thể là nhân viên nó đọc được rồi mà tự nhiên không á, nó trả lời kiểu gì á mà tin nhắn nó không qua. Chứ không bao giờ mà có chuyện chậm hay là đọc rồi không trả lời nha má chị, em không bao giờ có chuyện đó nha. Em cần giảm mỡ bụng thôi có được không? Làm răng thở nhìn duyên quá xá. Thank you cả nhà. Nói chung á là giờ Ngân thích vậy á, không quan trọng là xấu hay là đẹp, nhưng mà Ngân thích vậy á. Nhưng mà tới tuổi mai mốt sau này mà Ngân chững chạc hơn nè, đó, Ngân già đầu rồi thì Ngân sẽ làm lại răng khác mọi người. Nói chung á là dễ mà. Làm răng đâu mất chỉ có 1-2 ngày thôi à. Thời gian làm mất có 1-2 ngày nhưng mà tiền mà để làm thì cũng phải mất một khoảng thời gian khá là dài để kiếm ra đấy. Giống như là bộ răng của Ngân nè, Ngân mới làm lại là gần 200 triệu đấy. Ngân đập hết hai hào luôn. Mặc dù răng cũ còn rất tốt nha, nhưng mà tôi thích là tôi làm à. Tôi thấy ai đẹp đẹp là tôi bắt trước. Bộ mỹ phẩm xài sao vậy chị? Cái bộ VIP của nhà Ngân á thì mọi người cứ thoa serum lên trước ha, mọi người massage. Sau khi mà cái serum á nó thẩm thấu hết vào da của mọi người rồi, nó khô rồi thì mọi người thoa đè kem lên ha. Không cần phải rửa serum nhá. Có chị mụn không? Không chị Ngân. Hello em Văn Văn. Tội nghiệp cho cái bộ chị mụn nhà chị lắm em. Em biết làm sao không? Lúc nào em Ngân cũng dùng cái hộp chị mụn để em Ngân lót nó ở bên dưới nè. Thấy tội nó dã man không? Nhưng mà không sao, đi hàng rất nhiều. Đây, đây là cái combo trị mụn của nhà Ngân nhé. Nó trị được tất cả các loại mụn luôn nha mấy chị em mình nha. Những ai mà đang gặp về cái vấn đề bị mụn thì mọi người cứ inbox cho Ngân nha. Thì nhiều khi có thể là mấy chị em đang coi livestream của Ngân, có thể là mấy chị em mình không có bị mụn, nhưng mà có thể là con cháu của mấy chị bị thì sao à. Đó, thì mấy chị mua cho con cháu xài nha. Đây, đây là cái cao trị mụn chứ không phải là kem trị mụn bình thường nha. Mấy chị em thấy nó có màu xám không ạ? Vậy thì cao trị mụn với lại kem trị mụn nó khác gì nhau? Cao trị mụn nó sẽ mạnh hơn kem trị mụn. Nó mạnh và nó đậm đặc nha. Cái chất của nó đậm đặc hơn gấp 5-10 lần kem trị mụn lần. Nhiều khi mấy chị em họ sử dụng nhiều loại kem trị mụn nó không bớt, nhưng mà mấy chị em sử dụng kem trị mụn của nhà Ngân một tuần thôi, kể cả là mụn bọc cứng đầu luôn, nó cũng sẽ cải thiện, nó cũng sẽ rụng, nó cũng sẽ héo hết cho mấy chị. Nè, mấy chị nhìn cái chất serum trị mụn của nhà Ngân nè, đó không? Nhìn nó giống dầu gió không? Nhưng mà không phải dầu gió đâu nha. Dầu gió thoa lên là họ nát cái mặt luôn. Cái này á, nó có màu xanh nè, là tại vì nó được chiết xuất từ rau má, đậu xanh, bí đao, khổ qua rừng và tổng hợp rất là nhiều loại rau khác nha. Rất lành tính, mấy bé tuổi dậy thì sử dụng được, 11, 12, 13 tuổi sử dụng được luôn ha. Giá là 499.000 ha. Ai mua thì inbox cho Ngân đi ha. Nói chung á, là mặt Ngân á nha, nó có thể có nám nhưng mà không bao giờ mà Ngân để có mụn. Nhiều khi á, cái cục mụn á nha cả nhà, nó mập lên á, Ngân họ không đủ kiên nhẫn để đợi kem trị mụn nó xẹt luôn á cả nhà, Ngân phải cậy nó ra luôn á. Cho nên thỉnh thoảng mọi người hay thấy là trên mặt Ngân nó sẽ có một cục lở chỗ này, một cục lở chỗ kia, tại vì Ngân ngứa tay ngứa chân mà Ngân đâu có chịu có mụn trên mặt đâu cả nhà. Có mụn trên mặt nó dơ lắm. Hồi xưa Ngân cũng đã từng một thời điểm làm mụn rất nhiều trên mặt nha. Cho nên là những ai mà mình đang có mụn trên mặt đó, thì mình hãy trị mụn đi, nhìn nó dơ lắm cả nhà, thật sự rất là dơ luôn. Thiệt bây giờ mà ông đại gia nào nói cho Ngân tỷ mà hung lên chỗ mụn của ông trên mặt đó, thì chắc Ngân hung đâu. Không mà nói vậy có xạo quá ông ta, thì cũng ráng để hung. Lô em giảm cân X7 bao nhiêu viên? Thì hiện tại là ba cái loại thuốc giảm cân này của nhà Ngân á, thì loại nào nó cũng là 30 viên cả nha mấy chị em. Thì một hộp như thế này mấy chị em có thể uống được từ 15 cho tới 20 ngày tùy theo cái liều lượng uống của mấy chị nha. Nhiều khi có thể em tư vấn mấy chị uống 2 viên mà mấy chị thấy nặng quá, mấy chị giảm xuống còn 1 viên thì sao? Thì mấy chị giảm xuống còn 1 viên thì uống có khi cũng được cả tháng à. Đó. Có thuốc tăng vòng 1 không chị? Hello em Phan Ngọc, Phan Thúy Kiều nha, chị có bán thuốc tăng vòng 1 luôn nè em ơi. Đây, vú Ngân đây nha cả nhà. Vú Ngân là đã uống hơn 20 hộp rồi, mấy chị em đừng có uống nhiều quá, khéo kẹo quá hở nó bự quá thì nó sẽ hơi sệ như thế này nha. Nhưng mà Ngân á thì không phải vú Ngân sệ mà Ngân nói Ngân thích vú sệ đâu nha, mà thật sự cái gu của Ngân là Ngân thích như thế này nè. Nó tự nhiên. Đó. Đây là thuốc nở ngực của nhà Ngân. Chị em nào ngực lép bẩm sinh hoặc là sau sinh ngực nó bị teo lại thì inbox cho Ngân nhé. Giá là 780 một hộp.
Ngân thấy chị không? Hello chị Maria nha. Giỏi kiếm tiền xinh đẹp có chồng thương. Nhiều người không được như vậy. Bản thân mình đi không được như vậy mà sao sân si quá. Thời gian để lo cho bản thân. Mấy bạn đi bớt nói tạo nghiệp. Nói chung á là có rất là nhiều chị em cứ chửi Ngân á là làm đỉ này nọ các thứ, nhưng mà không sao kệ, quan trọng á là gia đình của Ngân tin Ngân và gia đình của Ngân không có xúc phạm Ngân như mấy bạn là được rồi. Và quan trọng á là cái người bạn trai ở bên Ngân, người ta cũng tôn trọng Ngân và người ta có thể đứng ra người ta bảo vệ Ngân luôn, chứ người ta cũng không bao giờ mà hùa theo mấy bạn mà chửi Ngân đỉ hay là không tôn trọng Ngân. Cái đó là chưa bao giờ xảy ra luôn nha cả nhà. Ngân quen chú Quang 6 năm nay, Ngân toàn chửi ổng thôi. Có nhiều lúc có Ngân bực quá, Ngân có thể chửi mày tao được luôn, nhưng mà ổng chưa bao giờ mà ổng mở miệng chửi Ngân một tiếng nha cả nhà. Còn hở mấy chị ngồi đó, mấy chị chửi em là đỉ đúng không? Nhưng mà đôi khi á chồng mấy chị cũng có chửi mấy chị là đỉ luôn đó. Nhiều lúc chồng mấy chị tức lên á, chồng mấy chị chửi mấy chị là chó là đỉ luôn á. Nhưng mà riêng bản thân em nè, người thân của em, người nhà của em, người yêu của em chưa ai mở miệng ra dám nói với em như vậy cả. Không một ai dám luôn nha cả nhà, không phải không thèm nói mà không một ai dám luôn nha. Đó. Dưỡng mi giá bao nhiêu? Dưỡng mi giá là 320 mấy chị ơi. Mấy chị em chốt dưỡng mi nhiều quá nè. Hello chị yêu, hello em Bùi Khánh Thi nha. Cho nên là mấy chị chửi thì mấy chị cứ mặc sức mà chửi đi. Mấy chị chửi em thấy vui. Thật. Sao sinh còn cho bé bú thì uống giảm cân được không chị? Được nha em, mở cho mẹ cái máy quạt luôn. Mở cái số nhẹ nhất á. Số 3. Lấy cho em một hộp thuốc nở ngực. Ok em nha, em uống một hộp, em uống chơi chơi thôi thì được nha. Mà chị nói trước nha, mua một hộp uống xong rồi hả, đừng có nói sao uống một hộp không tăng nha. Tại vì uống một hộp nó không tăng thiệt. Uống thuốc nở ngực là phải kiên trì từ 6 cho tới 10 hộp lận. Nhiều khi á, mọi người phải uống tới hộp thứ 2, hộp thứ 3 nha, thì mọi người mới có cái cảm giác là nó nhức nhức nhói nhói á. Chị đập thêm cho em xíu đá nữa, nó tan hết rồi. Đập thêm cho em miếng ở trên nữa cho nó lạnh lạnh xíu. Tưởng đau ngực nâng, trời nói chi tội ông bác sĩ vậy mấy mẹ. Nghĩ sao ông nào đi nâng cái ngực xấu vậy nè. Đúng không ạ? À? Ai ngưng nâng ngực này? Đó. Biêu da có tác dụng phụ gì không? Biêu da nó không có tác dụng phụ gì đâu nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà mọi người đã xác định biêu da thì mọi người nên dưỡng da nhớ. Còn để mà mọi người biêu da mà mọi người không chịu dưỡng da thì da nó không đẹp đâu ạ. Nó còn xấu hơn lúc chưa biêu nữa. Sáng giờ tụi nó ăn vô chị? Ăn thịt rồi đúng không? Chị lấy cơm ăn hết cá đi chị. Em không ăn. Ngày nay em không ăn cá. Ok. Biêu da là như thế nào vậy em? Biêu da nó giống như lột da vậy em mấy chị. Chị em nào muốn ăn chè không nè? Úi trời ơi, thịt là ngon quá đi. Có ai có sở thích ăn chè đậu xanh giống như Ngân không? Cả nhà thật sự rất là thích ăn chè luôn. Chè đậu xanh, chè Thái, xong bổ lượng. Nói chung là... Ủa sao cái gì cũng thích hết vậy trời. Ngon ha. Ok, để Ngân sẽ cho mấy chị em mình xem biêu da nha. Tại vì có rất là nhiều người á, người ta vẫn chưa biết biêu da là gì luôn á cả nhà. Thì biêu da nó là như thế này nè, mấy chị em thấy không? Ví dụ mà hở da của chị em nào mà bị nám nhiều quá, bị tàn nhang, bị thâm này nọ, các thứ nói chung á là da nó nhìn tàn tạ quá. Ôi sorry cả nhà, mỗi lần mà ăn no quá là nó bị ọ vậy á, chứ Ngân không thích ọ xíu nào đâu nha. Nói chung là Ngân chỉ ọ trên live stream vậy thôi. Chứ mà Ngân ngồi gần ai là đi gần ai là không bao giờ Ngân ngồi vậy đâu cả nhà. Tại vì á, ở nó thúi lắm, ở ra trời ơi cái mùi đồ ăn trời, ta nói nó kinh khủng luôn. Đây, đây là cái biêu da của nhà Ngân nha mọi người đó. Mọi người thấy không, thấy cái da nó lột ra như vậy không mọi người? Đó, mà trước khi mà để cái da nó lột như thế này nè nha, là mọi người sẽ thấy là cái da của mọi người nó rất là ghê luôn. Nó rất là ghê. Trước khi mà cái da nó lột lên như vậy á, là nó sẽ đẩy nám lên, nó sẽ đẩy thâm lên cho mọi người trước nha. Cái da mọi người sẽ nhăn nheo giống như là bà cụ vậy á, ghê lắm. Nhưng mà nó lột ra rồi là da của mọi người rất là đẹp luôn. Nhưng mà sau khi mà da lột ra thì mọi người nên sử dụng luôn cái bộ kem VIP này của nhà Ngân nha. Tại vì cái bộ VIP này của nhà Ngân á, nó có cái công dụng á là phục hồi da rất là tốt. Biêu da xong phải sử dụng dưỡng da mấy chị ơi nha. Bây giờ em nói luôn, mấy chị biêu da mà mấy chị không sử dụng dưỡng da thì mấy chị đừng biêu chi. Tại vì sao? Tại vì em sợ mấy chị biêu xong á, cái xong mấy chị không sử dụng dưỡng da, cái da của mấy chị nó xấu rồi, mấy chị á hở bóc phốt em là chết em luôn.
Rồi lỡ mấy chị nói trời ơi, biêu da con này xong giờ da tôi hư nè, da tôi xấu nè, da tôi còn ghê hơn lúc chưa biêu nữa nè, chắc chết em luôn á mấy chị. Nha, em nói luôn là biêu da xong phải phải dưỡng da nha mấy chị, phải dưỡng da bằng serum với lại kem nè. Từ 8 cho tới 10 ngày da nó bong tróc ra hết rồi sử dụng bộ này luôn cho em. Nha, bộ này giá là 940. Hoặc là nếu mà mấy chị có kem xịn mắc tiền của mấy chị thì mấy chị sử dụng bộ dưỡng của mấy chị cũng được. Hôm nay nấu chè hơi nát, hột nó bị nát. Mai mốt có cái gì ta, cái gì mà giòn giòn sụt sụt ấy, màu trắng á, ăn nó giòn ngon lắm. À, không phải đâu, nấm tuyết nhĩ là màu đen. Không, nấm tuyết kia màu trắng. Chị Ngân ơi, em thấy chị ăn nhiều mà không có mập luôn á, sao vậy chị? Chị bí quyết nhá, đây thuốc giảm cân nha em. Chị em nào muốn ăn nhiều ăn thả ga, ăn cả thế giới như Ngân nhưng mà không mập thì inbox cho Ngân để mua thuốc giảm cân nha. Mấy chị em có thực sự là thấy ai bán giảm cân mà ăn nhiều như Ngân chưa? Không có đâu. Có thể là nhiều khi người ta chân đồ ăn ra vậy chứ người ta ăn đâu leo que mấy miếng à. Còn Ngân nhớ, cái thói quen của Ngân là ăn không bao giờ bỏ đồ ăn. Ăn cái gì là sạch cái nấy. Trừ khi mà nó quá nhiều sao tôi ăn hết trời thì mới không ăn hết thôi. Biêu da khi nào mới sử dụng được mỹ phẩm vậy Ngân? Biêu da bên chị có tặng serum không ạ? À? Đây là cái biêu da của nhà Ngân. Đây nha cả nhà. Và biêu da của nhà Ngân thì không có tặng serum. Và cũng có rất là nhiều chị em nói Ngân là tại sao Ngân không tặng serum đi để bán cho nó đắt. Đó, tại vì hiện tại trên thị trường thì cũng có rất là nhiều người người ta bán biêu da và đa phần là mọi người thấy đúng không ạ? Thì ai bán nó cũng có tặng kèm cái chai serum. Nhưng mà nha, theo Ngân đi học về cái biêu da này á, thì đúng nha, là trong cái thời gian biêu da là không được phép sử dụng mỹ phẩm nào cả, kể cả là sữa rửa mặt, kể cả là serum luôn nha cả nhà. Phải đợi khi nào từ 8 cho tới 10 ngày da nó bong tróc ra hết vậy mới sử dụng mỹ phẩm được. Chứ trong cái thời gian đang biêu da mà chà chà serum là sai nha cả nhà nha. Sai nha cả nhà, cái này là Ngân đi học đàng hoàng luôn nha. Không tin thì mọi người có thể lên trên mạng mọi người tìm hiểu luôn. Trong thời gian biêu da có được phép sử dụng gì không? Không được phép sử dụng gì cả. Nhưng mà người ta biết và người ta nắm được cái tâm lý của người Việt Nam của mình đó là lúc nào mua cũng thích có đồ tặng hết trơn á nha. Và nhiều khi mấy chị em nghĩ cái đó là tặng thì cái đó không phải tặng đâu, cái đó là tính tiền vô luôn rồi. Và đồ tặng á hả, nếu mà tặng thiệt á thì nó không tốt đâu mấy chị em mình ạ. Phải mua xài nó mới tốt nha. Đó, thì mấy chị em biêu da xong rồi mấy chị em cứ biêu đi. Trong cái thời gian mà mấy chị em biêu da là mấy chị em chỉ còn rửa nước ấm thôi, không được phép rửa sữa rửa mặt luôn, chứ đừng nói mà hở chà sẽ rum lên mấy má nha. Sau khi da nó bong xong mới sử dụng cái bộ dưỡng lên. Nếu mà mấy chị em có bộ dưỡng rồi thì mấy chị em dưỡng cái bộ của mấy chị. Còn nếu chưa có thì mua cái bộ VIP này của nhà Ngân để xài. Cái bộ này giá là 940 nè. Đó. Có mua lẻ kem được không em? Dạ được luôn nha mấy chị. Nhưng mà nếu mà mấy chị muốn da căng bóng thì mấy chị phải có cái chai serum này. Tại vì cũng có rất là nhiều chị khách hỏi Ngân, ủa Ngân sao chị xài bộ VIP của nhà em á mà da chị nó trắng nha, nhưng mà nó không có được căng bóng như em. Cái Ngân mới hỏi, ủa chị có xài serum không chị? Nè, hỏi có xài serum này không chị? Nè, nó không, chị xài serum nhà chị, tại nhà chị còn á, tiết tiền á em. Ồ thì đúng rồi, không căng bóng là đúng rồi. Trong khi cái chai serum này của nhà Ngân công dụng của nó căng bóng, mà mua thiếu nó là không căng bóng là đúng rồi. Mấy chị em nên mua luôn nguyên set nha, giá là 940. Ngân bán hàng có tâm quá. Tâm thần. Giảm cân nhà Ngân có ship đi Mỹ không? À, Ngân có chi nhánh ở bên Mỹ luôn nha. Chắc là mấy chị em nào mà hỏi là Ngân có ship đi Mỹ không thì chắc là mấy chị em chưa biết tới chi nhánh bên Mỹ của Ngân, hoặc là mấy chị em mới theo dõi Ngân. Giảm cân của nhà Ngân ấy thì hiện tại là có chi nhánh ở bên Mỹ và có chi nhánh ở Malaysia và có chi nhánh ở Đài Loan và có chi nhánh ở bên Úc luôn, ở bên UK á cả nhà ha. Những ai mà muốn mua thì cứ inbox cho Ngân, Ngân sẽ gửi chi nhánh cho mọi người nhé. Chi nhánh của Ngân ở bên Mỹ bán hàng của Ngân tới giờ là cũng được mấy năm rồi mà mọi người biết không? Để mà nhập hàng qua Mỹ bán đâu có dễ đâu cả nhà. Trời ơi, ta nói mỗi lần qua hải quan nha, soi xét rất là kỹ luôn. Coi thử có chất cấm không? Đó. Chị em nào ở bên Mỹ muốn mua giảm cân của Ngân thì inbox cho Ngân nhé. Có bán sinh lý nam không? Có luôn nha cả nhà. Ngân có bán hai loại luôn.
Một loại là dành cho nam, một loại là dành cho nữ nè. Đối với nam á thì tới thời điểm á thì có thể em làm mấy anh, cái cuộc quý của mấy anh nó có thể bị teo lại một tí xíu, hay là nó bị giảm cái tần suất quan hệ, hoặc là quan hệ mà nó bị xuất ra nhanh quá, thì đây đây là thuốc tăng cường sinh lý dành cho nam. Còn đối với nữ nha thì mấy chị sẽ bị giảm ham muốn qua cái biểu hiện đó là cái vùng âm đạo của mấy chị nó bị khô hạn, thì đây là cái thuốc tăng cường sinh lý dành cho nữ của nhà Ngân nha. Cái này được cũng được gọi là nội tiết tố nữ nha mấy chị em. Chị em nào mà đang gặp cái tình trạng vùng âm đạo bị khô hạn thì inbox cho Ngân nha. Cái chai này giá là 730 nha, một hộp như thế này là 60 viên. Mấy chị em uống tầm 2 tuần thôi là mấy chị em sẽ thấy cải thiện rõ rệt luôn. Cái vùng âm đạo của mấy chị em mình nó sẽ nhớt nhát trở lại nhá. À quên, ướt át cho quên, nhớt nhát nghe thấy ghê. Trời ơi là trời ạ. Chị muốn lấy giảm cân. Hello chị Duyên Võ nha, chị nhắn tin giùm em nha. Chị có chi nhánh ở Campuchia không? Chị chưa có chi nhánh ở Campuchia. Chị em nào muốn làm chi nhánh ở nước ngoài thì inbox cho Ngân nha. Làm chi nhánh của Ngân ở nước ngoài cực kỳ sướng luôn. Có nhiều khách là Ngân đẩy cho mọi người hết. Có nhiều bạn á làm chi nhánh của Ngân bên nước ngoài á, cả nhà đố mà mọi người biết bây giờ chi nhánh của Ngân bên Mỹ, mà đố mọi người biết được cái mặt của chi nhánh của Ngân bên Mỹ luôn. Hoặc là đố mà mọi người biết được cái mặt của chi nhánh của Ngân ở bên Malay, hoặc là đố mọi người biết được cái mặt của cái người mà chi nhánh của Ngân ở bên Úc luôn á, cả nhà không biết được luôn á. Bởi ta nói hở làm chi nhánh của Ngân bên nước ngoài rất sướng luôn. Chỉ việc có hở đăng hình của Ngân, đăng video của Ngân lên á, để đăng video lên vậy thôi, không cần phải chạy quảng cáo gì luôn, tại vì có Ngân quảng cáo cho mấy bạn rồi. Và có bao nhiêu khách là Ngân cho mấy bạn hết, cho mấy bạn hết chứ Ngân có dành nha. Đó, mặc dù là khách ở bên đó mua mấy chục hộp hay mấy trăm hộp, Ngân cũng cho mấy bạn hết luôn. Nói mấy bạn ship đi, rồi ship mấy bạn lấy tiền đi, Ngân có dành. Ừ, cái làm chi nhánh của Ngân bên nước ngoài cực kỳ sướng. Dưỡng mi dài giá bao nhiêu Ngân? Dưỡng dài mi giá là 320 nha cả nhà. Có chi nhánh ở Macau không? Hiện tại là Ngân chưa có chi nhánh ở Macau. Chốt cho Nguyễn Thị Ngọc Dung một hộp giảm cân X7 nè. Mấy chị em mà còn mình đó hả, chốt này chốt đi trên live chị Bụng Ngân là phải cẩn thận nha. Tại vì coi chừng những cái Facebook giả mạo á, giả mạo Ngân nó sẽ đi bấm kết bạn với mấy bạn á. Tại vì những cái thành phần mà hả giả mạo Ngân nè, nó cũng đang coi livestream của Ngân, để coi thử có chị em nào comment chốt không là nó đi bấm kết bạn liền. Nó sẽ để hình của Ngân và để tên Ngân, xong sau đó nó sẽ bấm kết bạn với mấy chị và nó chào mời mấy chị mua hàng. Mấy chị đừng mua giùm em nha mấy chị, em chỉ bán hàng trên những cái trang fanpage thôi. À đúng rồi, hồi sớm giờ bị bệnh tim có uống thuốc giảm cân nhà con được không? Dạ không nha cô nha. Thuốc giảm cân của nhà Ngân thì sẽ có hai cái dạng người là không được uống. Thứ nhất là bệnh tim, còn thứ hai là đang bầu nha cả nhà yêu. Chị em nào mà muốn lông mi dày dài đẹp thì inbox cho Ngân để mua cái thanh dưỡng mi này đi cả nhà ơi. Nhiều khi mắt của mấy chị em không cần phải quá đẹp đâu, nhưng mà mấy chị em sử dụng hay mấy chị em dưỡng lông mi dài ra, tự nhiên nhìn mắt của mấy chị em nó sẽ rất là có hồn luôn. Nhưng mà để cái cọng lông mi nó đen được như thế này thì mấy chị em phải sử dụng thêm một cái sản phẩm nữa, đó chính là mascara. Đây, một cái là dưỡng mi, một cái là mascara. Bill da giá bao nhiêu vậy bạn? Bill da giá là 520 nha bạn nha. Ok, bây giờ Ngân hiện tại á, thì cái trang chính của Ngân á, thì nó có tên là Yubu Shop nha cả nhà. Bây giờ Ngân sẽ chỉ cho mấy chị em cái cách phân biệt làm sao để biết trang Yubu Shop nào là thiệt của Ngân. Mấy chị em đừng đi đâu nha, biết đâu mai mốt mấy chị em có nhu cầu muốn mua hàng á, thì mấy chị em sẽ mua đúng trang nha. Ok, đây, đây là cái trang chính thức của Ngân nè, mọi người thấy không? Cái trang chính của Ngân thì nó sẽ có tên đó là Yubu Shop đó. Và cái trang Yubu Shop của Ngân thì nó phải luôn luôn có cái bài viết như thế này nha. Các trang bên dưới là các trang chính chủ của Ngân, những trang khác cùng tên không có trong danh sách ở dưới đây đều là các trang giả mạo. Đây, đây là cái danh sách các cái trang thiệt của Ngân nè cả nhà. Và đặc biệt có là mọi người thấy nha, cái chữ của nó phải có màu xanh như thế này, mấy chị em thấy không? Nếu mà đúng trang Yubu Shop thật của Ngân thì mấy chữ này nó phải có màu xanh nha. Còn nếu mấy chữ này mà nó là màu đen thì là giả. Ok, bữa giờ mấy chị em mua hàng bằng cái trang Facebook tên gì vậy? Nếu mà mấy chị em mua ở cái trang Ngân 98 thì mấy chị em bấm vô cái chữ Ngân 98 nè. Đó, sau đó mấy chị em bấm vô cái nút gửi tin nhắn. Đó, nếu mà có tin nhắn mua hàng thì mấy chị em mua đúng trang. Hoặc là nếu mà mấy chị em mua ở cái trang Ngân 98 Bình Định thì mấy chị em bấm vô cái trang Ngân 98 Bình Định. Xong rồi sau đó mấy chị em bấm vô cái nút gửi tin nhắn, coi thử có tin nhắn mua hàng hay không. Nếu có thì mấy chị em mua đúng trang. Hoặc là giả dụ mấy chị em mua ở cái trang trùm giảm cân Ngân 98 đi. Ở đây mấy chị em thấy không? Ngân có hai trang trùm giảm cân Ngân 98 lận. Mấy chị em bấm vô trùm giảm cân Ngân 98 nè.
Xong rồi mấy chị em bấm vô cái nút gửi tin nhắn coi thử có tin nhắn mua hàng hay không. Nếu có là mấy chị em mua đúng trang, nhưng mà nhớ nha, cái trang trùm giảm con Ngon 98 Ngon có 2 trang lận. Yubu Shop Ngon cũng có 2 trang nè. Rất là dễ. Rất dễ, hoặc là nếu mà mấy chị em không biết cái cách tìm ra Yubu Shop này thì mấy chị em cứ bấm Ngon 98 là nó ra. Cái trang Ngon 98 này của Ngon thì hiện tại nó cũng đang là tương tác cao nhất á, cho nên nó cũng rất là khó để mà giả mạo. Đó. Mọi người bấm vô Ngon 98 này là cũng ra trang của Ngon á. Ok. Nhà Ngon có kem body không? Chắc chắn là có nha cả nhà. Và hiện tại thì nhà Ngon cũng có thêm một cái sản phẩm nữa rất là hấp dẫn và cũng rất là cần thiết luôn, đó chính là muối tẩy tế bào chết. Mới sinh mổ được 1 tháng thì bao lâu mới dùng được cao tan mỡ nhà Ngon và sinh mổ? Ồ, sinh mổ là có vết thẹo ở trên bụng đúng không ạ? Nếu mà mấy chị em mình sinh mổ nha thì mấy chị em phải đợi làm sao để cho cái vết mổ của mấy chị em nó lành. Nó lành, nó lạnh hoàn toàn rồi á thì mấy chị em mới sử dụng cao quỷ mỡ được nha. Chứ mấy chị em đừng có nghe lời người ta mà họ mới sử dụng, mới đẻ xong là sử dụng được nhá. Sử dụng lên là nó sẽ bị lỡ cái vết mổ của mấy chị em mình ra đó. Cho nên phải đợi cái vết mổ nó thiệt là lành lặn rồi mới sử dụng được. Nội tiết tố nữ uống mấy hộp là ngưng? Để mà tốt thì bạn uống 2-3 hộp bạn nhớ. Tại vì nội tiết tố nữ thì nó cũng chỉ là toàn là chất dinh dưỡng và nó tăng cường cái hormone nữ cho mọi người thôi, chứ nó không có tác dụng phụ gì cả. Mọi người uống cái nội tiết tố nữ này của nhà Ngon nha. Nó chống khô hạn vùng âm đạo nè ha, nó làm ướt át vùng âm đạo và đặc biệt là nó đẹp da, đẹp tóc, đẹp móng tay cho mọi người luôn và giúp cho mọi người ngủ ngon luôn nhá. Thường á là mấy chị em sẽ tới cái thời điểm hoặc là tới tuổi bị khó ngủ nè, tóc rụng nhiều, nói chung là xấu đi, mọi thứ nó xuống cấp thì mấy chị em cần phải cung cấp nội tiết tố nữ này nhá. Giá là 730 một hộp. Mấy chị em mua hàng thì nhanh tay inbox cái nhà em Ngon nha. Mascara giá bao nhiêu? Mascara giá là 380 nha mấy chị em. Cho chị đặt một cây dưỡng dài mi và một cây mascara. Ok chị Vinh Lê nha. Mấy chị em không để lại số điện thoại nha. Ngân ơi có Zalo để tên Ngân 98 bán giảm cân phải không em? Dạ không nha mấy chị. Em không có bán hàng trên Zalo ạ. Chỉ có những khách sĩ nào thì mới mua qua Zalo thôi. X7 với X1000 khác nhau chỗ nào ạ? Tại em mới đặt X1000, X1000 nó mạnh hơn X7 á em. Mua 2 hộp X1000 có được khuyến mãi gì không Ngon? Được nha chị Vũ Huyền nha. Mua 2 hộp X1000 thì sẽ được tặng một cái cao quỷ mỡ trị làn da. Ngon đang đọc comment dưới này nha, cho nên là mọi người thấy Ngon hay nhìn xuống. Cô Việt Hương xem like của chị kìa. Ủa thiệt không? Xem hồi nào? Trời con chào cô Việt Hương nha. Con thích cô Việt Hương lắm luôn á, cả một trời tuổi thơ của con. Cô Việt Hương hình như cô Việt Hương cũng bán hàng đó cả nhà. Cô Việt Hương livestream là nhiều người coi lắm ý. Ước gì Ngân cũng được giống cô. Đúng rồi, có máy Facebook vào kết bạn lấy hình của Ngân nhé. Cảm ơn bạn Nhung Võ nha. Chốt cho chị Trần Yến Linh một thanh dưỡng mi nè. Biêu da giá là 520. Ok. Mấy chị em có thể vừa sử dụng giảm cân và vừa sử dụng nở ngực của nhà Ngân được luôn. Tại vì cũng có rất là nhiều chị em kiểu như là ý, còn một cái bộ sản phẩm nữa để Ngân lấy Ngân tư vấn cho cả nhà. Sớm tới giờ chưa có tư vấn em, nó rất là cần thiết cho mấy chị em mình luôn. Đó chính là một cái combo sản phẩm dung dịch vệ sinh và nước hoa bướm nha cả nhà. Cho mấy chị em mình xem. Trời sao cái vú của tôi nó sợ dữ trời. Đó, bởi ta nói hả mấy chị em đừng có để vú bự quá nha. Ví dụ mà vú bự á, mà vú nâng á, thì nó sẽ căng. Mà vú bự mà vú thiệt thì nó phải sệ thôi cả nhà. Đây, đây là cái combo dành cho cô bé nha cả nhà. Để Ngân lại cái bàn Ngân ngồi cho nó sáng nè. Cái combo dung dịch vệ sinh này của nhà Ngân thì giá của nó cũng rất là rẻ thôi. Giá của nó chỉ có 700 nguyên một combo. Còn nếu mà mọi người mua nước dung dịch không thì nó chỉ có 380 thôi. Xinh quá à. Hello Nguyễn Thị Sao nha. Chốt cho Trần Hân một hộp giảm cân X1000 nè. Chị đặt áo nịt bụng sao không được vậy em? Hello chị Bích Dương nha. Là sao chị, bên em chưa trả lời cho chị hay sao ạ? Có chồng chưa em? Dạ em có chồng rồi nha. Nhưng mà chồng chưa cưới nha. Chồng không thèm cưới nha. Và em cũng không thèm cưới chồng luôn nha. Cưới thì chị mắc công mai mốt ly dị mấy má ơi. Thà ông nào hở nhiều tiền nhiều của quá đi thì Ngân mới cưới thôi. Chứ còn bình thường cưới làm gì mắc công mai mốt hở. Phiền. Ta nói Ngân bận lắm luôn á cả nhà. Nghĩ tới cái thời gian mà ta nói ra tòa để ký giấy ly dị rồi này nọ các thứ, ta nói phiền lắm cả nhà. Cho chị một mascara. Ok chị Nguyễn Thị của nha.
Lấy cho mình một hộp X7 nha chị. Ok, em Thảo Nguyên nha. Em nhớ mua ở trên cái trang fanpage mà em đang comment nha. Sinh lý nam giá bao nhiêu một lọ vậy? Em, cái thuốc tăng cường sinh lý nam này giá là nhiêu ta? Nhiêu quên mất tiêu, mọi người nhắn tin giùm Ngân đi. Ok, những chị em nào mà đang gặp cái tình trạng về cái cô bé của mình nè ha, giống như là bị viêm nhiễm, bị nấm, bị ngứa, bị ra huyết trắng hoặc là bị ra khí hư ấy, thì cả nhà có thể mua cái chai nước rửa dung dịch vệ sinh này của nhà Ngân nha. Cái nước rửa dung dịch vệ sinh này của nhà Ngân thì mọi người sử dụng nó rất là lành tính luôn. Đây, cho mọi người xem cái chất ở bên trong của em nó nha. Đó, nó có màu trắng trong như thế này nè, má chị em thấy chưa? Đó, 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 đó. Đây nè má chị em, nó rất là lành tính luôn. Một ngày má chị em rửa bao nhiêu lần cũng được hết đó, tại vì nó rất là lành tính nè. Và má chị em rửa lên nha, nó the the mát mát, rất là sướng luôn. Nó trị được các cái bệnh viêm nhiễm, nấm ngứa, phụ kho. Nó thơm một cái mùi rất là thảo dược luôn má chị em mình ạ. Lại đây mình rửa một tí xíu nha. Giá là 380 một cái chai nước rửa dung dịch vệ sinh. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân nha. Đó, nè, má chị em thấy cái bọt của em nó không? Đó, rất là lành tính luôn. Đó, và rất là ít bọt nha má chị em. Những cái sản phẩm mà ít bọt á, thường là những cái sản phẩm tốt nha má chị em. Và những cái sản phẩm mà càng ít bọt á, thì nó sẽ càng không có hóa chất má chị em mình nhé. Nó sẽ càng thiên nhiên hơn. Ok, rất là thơm luôn. Rất là thơm. Mỗi ngày má chị em rửa bao nhiêu lần cũng được nha má chị em mình nha. Và sau khi má chị em rửa cái nước dung dịch vệ sinh này xong á, thì nhà Ngân còn có thêm một cái sản phẩm cho mọi người nữa. Đó chính là nước kho bướm. Má chị em mình có nước kho bướm chưa ạ? Cái nước kho bướm này của nhà Ngân thì giá của nó là 320. Cái nước kho bướm này của nhà Ngân thì nó sẽ có công dụng là kháng viêm diệt khuẩn nha má chị em. Má chị em chỉ cần chấm lên cái da gần bướm của má chị em thôi ha. Nó sẽ giữ mùi được 24 tiếng đồng hồ luôn, không phải nói chứ hả? Nó còn thơm hơn nước kho hãng nữa. Nước kho hãng là giống như nước kho Gucci, Chanel này nọ, các thứ bờ sốt rồi vậy, nó thơm còn hơn nước kho hãng nữa má chị em. Và cái mùi của nó rất là ngọt ngào nha, sexy, ngọt ngào, quyến rũ và sang nha mấy chị em mình nhé. Cái nước kho này mấy chị em chấm một lần thôi nha, để Ngân chỉ cho mấy chị em mình cái cách chấm nhé. Ví dụ như mấy chị em rửa bướm xong đi ha, cái này là cái bướm của mấy chị đúng không? Thì không phải mấy chị thoa vô hai cái mép này đâu nha, cũng không phải là chọt vô bên trong đâu nha. Mà mấy chị em sẽ xịt một tí xíu nước kho lên trên cái tay nè ha, tinh dầu nước kho nè. Đó mấy chị em thấy bấm bấm ở trên cái đầu ngón tay của Ngân chưa? Đó, tinh dầu nước kho. Sau đó đây là cái bướm của mấy chị đúng không? Đó, mấy chị thoa ở trên cái da cao thịt cao trên này nè. Đó, chấm ở trên này nè, trên cái mu đó, trên cái cục thịt mà nhiều thịt nhất của mấy chị đó, chấm ở trên đó là nó sẽ thơm, nó sẽ khử mùi cái vùng cô bé cho mấy chị nha. Còn nếu mà mấy chị sử dụng còn dư á, thì mấy chị có thể chấm ở đằng sau hai bên gáy tai, thế là mấy chị không cần phải sử dụng nước kho luôn, thơm cả ngày luôn mấy chị. Cái mùi thơm của nó rất là thu hút nha. Giá là 320, nước kho bướm dung dịch rửa vệ sinh giá là 380, nguyên set giá là 700 ha. Đừng có tiếc 700 để mà giúp cho cô bé của mình thơm tho, sạch sẽ và khỏe mạnh nha mấy chị em mình nhé. Đôi khi ở mặt của mình đẹp như thế nào đi chăng nữa mà ha, ta nói ngửi xuống dưới mà nó thơ, nó thúi quắc thì thôi luôn á cả nhà, coi như là vứt đi luôn á, mất giá trị á. Mấy chị em mua hàng thì nhanh tay inbox cho nhà Ngân. Chị lấy dung dịch vệ sinh thôi được không em? Dạ được chứ mấy chị, dung dịch vệ sinh thôi thì giá chỉ có 380 thôi. Chốt cho Hồng Võ thêm một hộp X7 nè. Đó, mấy chị khách toàn là khách quen của nhà em Ngân không à. Mua thuốc giảm cân nhà Ngân đi. Rất là cảm ơn những chị em nào mà đã sử dụng thuốc giảm cân của nhà Ngân rồi mà giới thiệu lại cho người thân, người quen của mấy chị nhé. Ngon quá. Ngân ơi, chốt cho chị một combo thuốc giảm cân. Chị Ngân có bán hàng trên Shopee không ạ? Hiện tại thì Ngân không có bán hàng trên Shopee nha cả nhà nha. Khi nào mà Ngân có thì Ngân sẽ thông báo. Còn những cái sạp mà hàng hóa ở trên Shopee là coi chừng là giả mạo nha cả nhà. Tại vì Ngân thấy là có rất là nhiều shop mà để hình của Ngân và bán sản phẩm của Ngân ở trên Shopee á, mà người ta để giá rất là rẻ luôn, trong khi á, là tận gốc là Ngân nè. Mọi người có hiểu tận gốc không? Tận gốc có nghĩa là ai muốn bán hàng giống Ngân đang bán thì đều phải lấy qua Ngân. Ngân là tận gốc nè, mà ở đâu có mà ở trên Shopee bán rẻ hơn Ngân vậy? Dạ. Rong biển. Rất là thích ăn cái rong biển này. Cái nốt của Ngân là cứ cái gì mà Ngân thích ăn là Ngân sẽ để cuối cùng.
ăn một mình đó nha. Cái gì mà thích ăn là sẽ để ăn cuối cùng. Còn mà đi ăn với người khác á, cái gì thích ăn là lụm đầu tiên, chứ không ta lụm mất. Hello em yêu, hello chị Phạm Thủy nha. X7 giá bao nhiêu? Chốt cho Lanh Hoàng một hộp Biu Gia nè. Biu Gia có biu được mụn không chị? Biu được luôn nha em nha. Nếu mà má chị em biu da, má chị em có mụn ấy, thì trước khi mà da của má chị bong chóc ra ấy, thì cái mụn nó sẽ héo đi. Chốt cho chị Vũ Hiền hai hộp giảm cân X 1000 nè. Chị Vũ Hiền nhắn tin giùm em ở cái trang Yubu Shop mà chị đang coi nha. Ngon quá. Má chị em có để ý là lúc nào ngon ăn gì ngon cũng phải ăn cho nó sạch không? Hello chị Sally. À, chị em nào bị thâm nách thì inbox cho Ngân nhớ. Nhà Ngân có bán sản phẩm trị thâm nách với lại làm hồng nhũ hoa luôn, làm hồng đầu ti nè. Cái sản phẩm trị thâm này của nhà Ngân á thì nó sử dụng được cho rất là nhiều vùng luôn. Sử dụng được cho nách, sử dụng được cho đầu ti, sử dụng được cho bướm, cho bẹn, cho mông ha, và cho đầu gối và cho khuỷu tay luôn. Giá là 690. Đó, giá là 690 nha mấy chị em. Chị em nào muốn mua thì nhắn tin cho Ngân. Có kem trị nám không bạn? Có luôn nha bạn Diệu Đinh Thuy. Nếu mà những chị em nào á mà mình bị nám tàn nhang đồ á, da không đều màu á, mà mấy chị em không muốn biêu da á, thì mấy chị em sử dụng cái bộ N98 này của nhà Ngân đi. Cái combo N98 này của nhà Ngân á là nó chuyên về dưỡng trắng và đặc trị nám tàn nhang nha. Nó không có trị mụn nha cả nhà yêu, không có trị mụn nha. Đây à, mọi người xem đó. Nếu mà chị em nào bị nám tàn nhang đòi mồi ha, không muốn biêu da, muốn dưỡng mỹ phẩm thì mua cái bộ này cho Ngân. Rất là hay nha. Phải mua serum. Tại vì cái serum này nó thẩm thấu sâu lắm mấy chị em. Kem thẩm thấu không bằng serum nha. Serum thẩm thấu sâu hơn. Nhưng mà serum nó lại không trắng bằng kem, cho nên mấy chị phải xài cả hai. Đó. Đó mấy chị em massage nè. Xong rồi mấy chị em để cho cái serum nó khô, xong rồi sau đó mấy chị em mới thoa kem lên. Thơm giả mang mấy mắt. À, chốt cho chị Bích Dương một nịt bụng nè. Chị nhắn tin chi nhánh Đài Loan không ai trả lời em ơi. Chắc là tin nhắn nhiều quá cho nên bạn ấy trả lời bị sót hay sao á chị. Có gì chị nhắn lại giùm em nha. Đó, ok. Đó, serum nó khô rồi nè mấy chị em. Cái serum sữa chua này á, mấy chị em xài tốt lắm á nha. Nó là chuyên về đặc trị nám chuyên sâu á, chân sâu, nám chân sâu. Ok, sau đó mấy chị em thoa cái kem N98 này này lên nha. Cái chất kem N98 này của nhà Ngân á mấy chị em thấy không, nó không đặc cũng không lỏng và thành phần của nó là được làm từ da cá hồi. Da cá hồi cái mùi thơm dã man á. Ok, thoa tới đâu thấm tới đó nha mấy chị em. Đó nha, những chị em nào á mà não cá vàng não cá vàng có nghĩa là mấy chị em hay quên á, thì làm ơn nha mấy chị em, nhớ là trước khi thoa kem này mấy chị em để ý đi nha, chứ không mà mấy chị em không nhớ là mấy chị em lại thoa nữa. Tại vì biết làm sao không, cái combo N98 này của nhà Ngân đó, nó thẩm thấu ghê lắm mấy chị em. Nhiều lúc á mấy chị em thoa cái bộ này của nhà Ngân á nha, cái xong rồi á tầm 1-2 phút sau thôi mấy chị em rờ ở trên da hả, y như là không có gì luôn á mấy chị em, y như là không thoa gì luôn á. Nếu mà ai không nhớ là mình đã thoa hay chưa nha, chắc chắn sẽ thoa nữa, chắc chắn sẽ thoa nữa luôn. Tại vì có nhiều khách như vậy rồi, có nhiều khách vậy rồi cho nên Ngân mới nói á. Nhiều bà nói ui em, cái kem của nhà em á, bộ N98 á chị thoa xong rồi mà chị không nhớ cái chị thoa lên nữa. Nhưng mà hả, nó cũng không có gì luôn, kiểu như nó thẩm thấu quá đó cả nhà. Đó mọi người thoa xong mọi người vỗ nhẹ như thế này nè. Đó, thơm dã man luôn. Đó mọi người thấy không? Thấy nó căng bóng không? Thấy đẹp không? Xài biêu da xong xài tiếp bộ N98 được không em? Dạ được nha mấy chị. Nếu mà mấy chị em biêu da xong mà da mấy chị vẫn để lại nám, vẫn còn nám, thì mấy chị xài cái bộ N98 này cho em. Tại sao biêu da xong nó vẫn còn nám vậy mấy chị? Tại vì mấy chị nám nặng quá mà, biêu một lần sau nó hết được mấy chị. Ví dụ mà mấy chị nám nhẹ tàn nhang nhẹ, mấy chị biêu một lần thì nó hết. Chứ mà nám nặng tàn nhang nặng thì mấy chị biêu một lần nó không hết đâu. Không hết thì mấy chị sử dụng thêm bộ này ha. Giá là 760, giá quá rẻ quá trời luôn á. Em bán 6 năm rồi nè. Đây cũng là cái bộ mỹ phẩm đầu tiên Ngân bán luôn. Đó, tới giờ vẫn không tăng ngàn nào. Đẹp quá. Ok, nhà Ngân còn có thêm một cái sản phẩm nữa cũng rất là quan trọng luôn, đó chính là muối tẩy tế bào chết.
sau khi ăn xong thì mình nên làm gì ạ? Mình nên xịt thơm miệng nha mấy chị em. Nhà Ngân có bán một cái sản phẩm nữa, đó chính là xịt thơm miệng này mấy chị em. Cái này xài rất là tiện luôn á. Không lẽ giờ mấy chị em đi ăn nhà hàng hoặc là đi chơi với bạn trai này nọ, các thứ mà mình đem theo kem đánh răng ra chờ, mình đem theo kem đánh răng nhiều khi nữa, ta nhìn vô ta tưởng mình đau miệng thúi nè, chắc miệng nó thúi cho nên nó đem theo là phải rồi. Thì đây, đây là cái sản phẩm xịt thơm miệng của nhà Ngân nha. Nó có hai vị, vị đào và vị bạc hà. Mấy chị em mình nhớ giá là 380 một chai nha. Mấy chị em thấy nó bé bé xinh xinh vậy thôi chứ thực ra xài lâu hết lắm á. Và mỗi lần mấy chị em sử dụng thì cái tia của nó bắn ra nó cũng khá là nhỏ, nhưng mà nó rất là mạnh nha. Mấy chị em nhìn cái lưỡi của Ngân là sẽ thấy cái tia nó bắn ra. Mấy chị em xịt vô trong miệng, sau đó mấy chị em ngậm lại tầm 5 giây nha, 5 hay 10 giây gì cũng được hết, nhưng mà đa phần lúc nào nó cũng ngậm 5 giây kìa, tại 10 giây lâu quá. Đó, ngậm 5 giây sau đó mấy chị em nuốt xuống nha. Nuốt xuống nó sẽ cải thiện được cái đường ruột cho mấy chị em mình luôn. Tại vì có nhiều người á, đôi khi á, miệng của người ta bị hôi không phải là do răng, cũng không phải là do miệng luôn, mà do bao tử, do đường ruột cả nhà. Tại vì do ăn uống này nọ các thứ nó ảnh hưởng tới đường ruột á, đôi khi là miệng của mình nó sẽ bị hôi thường xuyên nha. Đối với những cái người như vậy á, thì cái mùi miệng của người ta giống như là mùi cứt bò vậy cả nhà. Không, cái này Ngân nói thiệt, tại vì Ngân cũng đã từng bị rồi, cho nên không có gì hết trơn á. Mình bị thì mình nói. Đó, thì cái chai này giá là 380 nè cả nhà. Thì bây giờ thì em Ngân rất là tự tin luôn và không có bị tự ti như hồi xưa nữa cả nhà. Kể cả là hả, cái người bên cạnh mình, chú Quang kêu sao miệng em hôi quá, đi súc miệng đi. Mà Ngân súc miệng xong rồi mà sao ra ông cứ kêu miệng Ngân hôi hoài à, cái gì vậy trời. Vậy là do đường ruột đó cả nhà. Rất là quan trọng á chị em mình nhớ, kể cả là đàn ông hay là đàn bà, già hay trẻ thì mình cũng cần phải mở miệng ra nói, đúng không ạ? Bây giờ thời buổi giờ làm gì cũng vậy, làm gì cũng cần phải giao tiếp cả, cho nên mọi người nên mua cái chai này đi nha. Mấy bé còn đi học ha, cấp 1 cũng sử dụng được luôn, tại vì cái sản phẩm này của nhà Ngân nó rất là lành tính nha cả nhà. Nó, cái thành phần của nó thì không đường, không axit và không cồn, cho nên là nó vừa bảo vệ hơi thở thơm miệng cho mọi người mà nó vừa bảo vệ răng nữa. Đó, giá là 380, vị đào và vị bạc hà. Mọi người có nghe vị bạc hà không? 380 nha. Có nhiều người Ngân thấy họ đẹp trai đẹp gái lắm mà mở miệng ra nha, trời ta nói hả, muốn xách dép lên chạy thiệt luôn á cả nhà. Nó hôi gì đâu luôn á cả nhà, mẹ hả, đâu có ai muốn miệng mình hôi đâu, đúng không ạ? Nhiều khi mình không có tự ngửi được miệng mình nha. Nhiều khi mình thấy người ta nói miệng mình hôi mà miệng mình làm gì có hôi, không hôi. Nhưng mà người ta nói đúng đó cả nhà nha. Nói chung là để tránh cái trường hợp đó, đừng có để đợi người khác chê miệng mình hôi, chê miệng mình thúi rồi mình mới mua nha. Mình nên mua trước đi cả nhà, ít ra miệng mình không thơm thì nó cũng đừng thúi chứ, đúng không ạ? Em mới xăm hả Ngân? Dạ không nha mấy chị, cái này là dán nha mấy chị nha. Cho chị giảm cân X7 nha em. Ok chị Đào Ngọc Thúy nha. Bao nhiêu một chai xịt thơm miệng? Giá là 380 một chai, là 15ml nha mấy chị em. Bộ N98 giá bao nhiêu vậy chị? Bộ N98 giá là 760 nha em nha. Mấy chị em mua hàng thì nhanh tay inbox cho nhà Ngân đi nè. Quá trời cùng mình luôn á. Chị có trang Ngân 98 Bình Định đúng không ạ? À? Đúng rồi em. Răng Ngân đang làm mà nhìn khác khác. Nó vẫn vậy đó cả nhà. Răng chị dài quá, trang chính của bà phải không? Đúng rồi nha bạn Hình Hình nha. Chị thấy em không? Hello em My Lê. Bộ VIP bao nhiêu tiền vậy em? Hello chị Nam Phượng nha. Bộ VIP giá là 940 nha mấy chị em. Nói chung là giờ túm lại một cục này ha. Chị em nào mà muốn sử dụng cái bộ mỹ phẩm giống như Ngân thì cứ lấy cái bộ VIP này nha. Vậy nha. Ok, bây giờ Ngân sẽ tư vấn cho mấy chị em mình thêm một cái sản phẩm cuối cùng của cái livestream này, đó chính là muối tẩy tế bào chết. Thì cái muối tẩy tế bào chết này thì nó rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng ạ? Tại vì nó có thể loại bỏ được tế bào chết trên da của mọi người. Đôi khi á, chị Ngân nhìn tới cục cứt quá. Ủa làm sao em nói gì vậy em? Trời đất ơi. Xong miệng của em á hả? Miệng của chị nè, em nên học hỏi chị đi em ơi. Miệng chị á hả? Cứ há ra phát là tiền nó vô. Ha, tiền nó vô, còn miệng của em cứ há ra ăn phát là để cất đái lùn cặt đồ nó vô là sao vậy em? Thiệt luôn á, cứ tưởng vậy là hay,
Đây, đây là cái muối tẩy tế bào chết của nhà Ngân nha. Những chị em nào mà mình đang sử dụng mỹ phẩm giống như là kem nè ha, kem face dành cho mặt nè, hoặc là kem body, nhất là body đó mấy chị em. Nhiều khi á mấy chị em thấy, ủa sao giờ thấy tụi nó dưỡng kem gì mà trắng dữ ta, sao thấy tụi nó dưỡng trắng mà mình mua loại nào gì á hả, nó cũng dưỡng không trắng làm sao ta, biết làm sao không? Tại vì mấy chị không xài tẩy tế bào chết á, da của mấy chị tế bào chết nhiều quá cho nên giờ mấy chị đánh kem nó đâu có ăn vô được. Bây giờ mấy chị cứ tưởng tượng đi, bây giờ mấy chị ăn á mà mấy chị không ỉa thì làm sao mấy chị ăn tiếp được? Mấy chị không ỉa ra thì cái bụng của mấy chị nó no, nó trình ình ở trong đó đó, thì sao mấy chị ăn vô tiếp được, đúng không? Thì da nó cũng giống như vậy đó. Đôi khi mấy chị em không cần quá nhiều tiền, mấy chị em chỉ cần hiểu biết thôi là mấy chị em sẽ đẹp được. Cũng tại vì có rất là nhiều người nhá, vô coi livestream của Ngân mà cứ nói ê đừng mua mỹ phẩm của con này chi, xài không đẹp đâu, có tiền thì mua hàng của Mỹ, của Hàn Quốc đồ xài. Ui trời, nhiều khi hả, có tiền mà mua hàng mắc mà không có kiến thức thì xài cũng không đẹp được đâu mấy bà nội ơi nha. Giống như Ngân nè, Ngân xài mỹ phẩm có đắt tiền quá đâu, Ngân bán gì Ngân xài đấy, nhưng mà da Ngân càng ngày nó càng đẹp nè, đúng không ạ? Thì mấy chị phải có kiến thức đó. Bây giờ nói tóm lại cục là mấy chị em muốn trắng thì phải có cái sản phẩm này, muối tẩy tế bào chết. Ví dụ mà mấy chị em cho da của mấy chị em ăn kem đi, đúng không, thì ví dụ như là không phải ngày nào nó cũng đòi đi ỉa, nhưng mà lâu lâu mấy chị cũng phải cho nó thải ra. Làm cách nào để cho nó thải ạ? Sử dụng muối tẩy tế bào chết. Đây cho mấy chị em mình xem, đây là cái muối tẩy tế bào chết của nhà em Ngân nè, mấy chị em thấy chưa, xài nó rất là thích luôn nha. Đó, và nó có tinh chất dưỡng rất là nhiều đó, mấy chị em thấy chưa, mấy chị em không cần phải tắm trước luôn, mấy chị em thoa lên trên da là nó sẽ dính lên trên da rồi. Đây cho mấy chị em mình xem, muối tẩy tế bào chết này của nhà em Ngân mấy chị em có thể sử dụng được cho da mặt được luôn nhé. Giá là 490 nha, sử dụng được cho cả da mặt và da body. Bây giờ Ngân sẽ test cho mọi người xem nha. Mấy chị em sử dụng nha, Ngân bảo đảm và cam kết với mấy chị em mình luôn, da của mấy chị em nó sẽ mịn ngay từ lần đầu tiên sử dụng luôn. Giá là 490. Một hộp như thế này mấy chị em sử dụng được rất là tiết kiệm luôn. Mấy chị em sử dụng, mấy chị em lấy ít ít thôi. Giống như nè, Ngân lấy như thế này là sử dụng được cho hai cánh tay luôn á, chứ không phải là bàn tay nữa, sử dụng được cho hai cánh tay luôn á mấy bạn. Đó, mấy chị em massage lên trên da nè ha. Còn nếu mà mấy chị em muốn cái muối nó mềm ra một tí xíu để mấy chị em massage được cho nó đều á, thì mấy chị em thấm thêm một tí nước lên nữa ha. Đừng có thấm nhiều quá, muối nó tan hết, nó chảy hết nha. Thấm tí xíu thôi. Đây, mấy chị em có thấy được cái muối ở trên da của Ngân không? Xài nó rất là sướng luôn nha, nó không bị rát da nha mấy chị em. Ok, để Ngân lại, Ngân lấy một tí xíu nước để Ngân tẩy cho mọi người xem. Xài rất là thích luôn. Mấy chị em xài muối tẩy tế bào chết này xong á, mấy chị em dưỡng kem nó trắng dữ lắm mấy chị, nó ăn kem dữ lắm nha. Nó không có phí tiền. Nhiều khi mấy chị em mua mỹ phẩm rồi mấy chị em xài á mà mấy chị em không tẩy tế bào chết đó thì nó phí lắm. Đánh kem nó đâu có ăn được vô da đâu. Trời ơi, xài nó xuống chưa nè, nó mượt da lắm luôn á. Nó mượt da và nó rất là sạch da nha. Hả? Massage. Mấy chị em massage được từ 2 cho tới 3 phút luôn ha. Đã lắm. Khỏi cần phải đi spa. Mua muối này về nhà massage luôn, đi xì ba mỗi lần vô làm cũng cả 1-2 triệu bạc chứ bộ. Mà ba muối này rẻ ồm, đâu có mắc đâu. Mấy chị mua hủ vậy mấy chị xài được hả, cũng phải 2-3 tháng. Đó, da body á thì mấy chị em sử dụng 1 tuần 2 lần, còn đối với da mặt đó thì 1 tuần mấy chị em sử dụng 1 lần nha. Đó, cắm xong rồi là cái da nó sẽ rất là mượt luôn nè. Đôi khi á những cái bụi bẩn đó, dơ giấy á, mấy chị em không thể nào mà nhìn được bằng mắt thường cả, cho nên mấy chị em phải sử dụng muối tẩy tế bào chết. Nè, mấy chị em thấy nó sạch không? Thấy nó sạch khủng khiếp không? Tẩy xong thấy nó sạch không ạ? Và nó mịn y như là mới trong xì ba ra luôn nha. Giá là 490 cho cái hũ muối tẩy tế bào chết này. Chị em nào muốn mua thì nhắn tin cho Ngân, cho em xem kem body với chị. Ok em nha, đây là cái kem body của nhà Ngân. Thì hiện tại á, thì nhà Ngân là đang có 2 loại kem body. Một hộp, một loại là đánh vào ban đêm, còn một loại thì đánh vào ban ngày. Mấy chị em cứ nhớ đơn giản cho Ngân đó là cái hộp màu đen mấy chị đánh ban đêm nè, còn cái hộp ban ngày mấy chị đánh cái hộp màu trắng mấy chị đánh ban ngày nha. Muối tẩy tế bào chết, chốt cho em Dương Dương một muối tẩy tế bào chết nè, chốt cho chị Phan Thuận một hũ khử thâm nè. Mua tế bào chết mà không thấy ai gọi, hello bạn Trúc Ngân nha. Hiện tại bên shop Ngân là không có gọi điện chốt đơn á. Có gì bạn nhắn tin giùm Ngân nha. Bạn nhắn vô cái trang Youtube shop mà bạn vừa mới comment ấy. Đẻ quá. Trời ơi, ta nói tẩy xong cái da nó đẻ gì đâu luôn á. Ok, bây giờ Ngân sẽ thoa cái kem body cho mấy chị em mình xem nha. Mấy chị em tắm muối xong mấy chị em thoa kem body là ta nói hả, cực trắng luôn á mấy chị em. Giả dụ mà mấy chị em nào mà đang xài mỹ phẩm ha,
Hồi trước mấy chị xài mấy chị thấy nó đẹp lắm đúng không? Mà sao dạo gần đây thấy xài da nó không đẹp lên được nữa, mà sao da càng ngày nó càng sậm đi, nó càng xấu đi. Thì nên mua cái muối tẩy tế bào chết này xài được cho da mặt, không chị xài được luôn nha em nha. Xài được cho da mặt luôn, Ngân cũng đang sử dụng nè. Trên hộp nó có hướng dẫn, nó ghi rõ ràng luôn, chứ không phải là tự nhiên nó hở Ngân ham mà Ngân nói xài được cho da mặt đâu nhá. Nó xài được cho da mặt luôn. Face and body, face là mặt còn body là tay chân nè, xài được hết. Ok. Đây là kem body của nhà Ngân. Mấy chị em thấy không? Hai cái chất kem của nó khác nhau hoàn toàn luôn mấy chị em mình nhá. Cái kem body ban đêm này của nhà Ngân ấy thì công dụng của nó sẽ là kích trắng và ủ trắng ban đêm. Đây, cho mấy chị em mình xem nha. Siêu trắng luôn mấy má, thiệt sự luôn. Chị em nào mà theo dõi Ngân là họ sẽ biết là hồi xưa Ngân đen lắm luôn đó cả nhà. Đen mà nhìn dơ dơ hèn hèn á mọi người ơi. Ngân không có nói mọi người nha, Ngân nói Ngân thôi. Tại vì là Ngân không có hợp với da đen. Ngân đen á hả, cho dù Ngân có mặc đồ sang như thế nào, đi xe sang như thế nào nữa, nhìn Ngân vẫn cứ hẹn hẹn bẩn sao á cả nhà. Mà khi mà Ngân trắng lên rồi nhìn Ngân nó sạch hơn rất là nhiều nha. À, kem body của nhà Ngân không biết là mấy chị em thích sao chứ Ngân thích da trắng à. Chị em nào mà thích da trắng á thì inbox cho Ngân nha. Hồi xưa cái lúc mà da Ngân đen á, Ngân cũng sử dụng qua nhiều loại kem lắm, nhất là kem trộn. Tại vì ai cũng nói là hở kem trộn thì nó sẽ trắng nhất, nhưng mà Ngân sử dụng qua nhiều loại kem trộn rồi nè, nó đâu trắng lên được đâu cả nhà. Kem trộn hồi xưa thì còn nghe được, hồi xưa nha thì còn nghe được, chứ mà kem trộn bây giờ nha, ta nói nó cũng toàn trắng ảo không à. Mua về thoa lên dơ thấy mẹ luôn á cả nhà, dơ lắm luôn á cả nhà. Ta nói thoa lên mà mình chà chà vậy nè mà ra toàn đất không à, ra toàn đất không à cả nhà, nó không có ăn được vô da. Kem body này của nhà Ngân trắng hơn kem trộn luôn. Chị em nào mà hở da đen, da ngâm, sử dụng qua nhiều loại kem rồi mà cũng bó tay chấm cơm không trắng lên được thì cứ inbox cho Ngân. Trắng hơn kem trộn luôn. Kem của nhà Ngân đánh nó là nó sẽ ăn hết vào da nha cả nhà. Đó, mọi người thấy chưa? Nhưng mà mọi người nhớ mua muối tẩy tế bào chết nha, để về mọi người tẩy những cái tế bào chết hoặc là những cái lớp kem cũ của mọi người sử dụng đi. Xong rồi mọi người thôi cái kem body mới này của nhà Ngân. Đó. Ok, bây giờ Ngân sẽ test cái chất kem ban ngày này cho mọi người xem nhé. Hai cái chất kem nó khác nhau hoàn toàn luôn á, nó rất là quan trọng nha. Cái kem ban đêm á thì là ủ trắng và kích trắng ban đêm, còn cái kem ban ngày này á là truyền trắng và chống nắng ban ngày. Mấy chị em muốn á, hở da của mấy chị em nó trắng lên rồi á mà nó không có bị đen lại á, thì mấy chị em nên mua nguyên set đi, nên mua kem body ban ngày luôn nha, để nó chống nắng. Kể cả là ở trong nhà cũng phải chống nắng. Có bán kem chống nắng dành cho da mặt không chị? Có luôn nha em nha, chị có bán kem chống nắng dành cho da mặt. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân. Ơ, đã quá. Trời ơi, the lên nó mát gì đâu luôn á. Kem body ban ngày thoa lên nó mát lắm cả nhà. Chị Ngân ơi, thấy em không? Hello em Bảo Kim nha, chị thấy nha em nha. Đó. Mấy chị em muốn mua thì nhanh tay inbox cho nhà Ngân. Rất là đẹp luôn. Da trắng mặt màu nào cũng đẹp hết trơn á, nó không có kén màu nào hết trơn á, công nhận không mấy chị em. Đa phần chị em phụ nữ của Việt Nam mình á thì Ngân thấy là hợp với da trắng hơn á. Ở bên nước ngoài á thì người ta mới hợp với lại da đen thôi. Giả dụ mẹ hở ở bên nước ngoài á, tại vì mấy chị em biết làm sao không? Người ta mặc đồ sexy lắm cho nên nó hở người ta da đen nó đẹp. Còn Việt Nam mình ta nói gì mà mặc đồ gì mà dịu dàng, đồ thục nữ, đồ là Ngân nghĩ là phải da trắng nó mới hợp, chứ ta nói mà da đen thui mặc đầm vô thấy nó cũng xấu nữa cả nhà. Nhìn giống con gì á. Đúng không ạ? À? Đó. Chị Ngân ơi, thấy em không? Body giá sao? Body của nhà Ngân ấy thì giá là 420 một hộp nha. Mấy chị em mua lẻ Ngân cũng có bán, không có bắt mấy chị em là phải mua nguyên set đâu. Nếu mà mấy chị em mua cái hộp kem ban đêm này ha thì giá là 420. Mấy chị em mua kem ban ngày này thì giá cũng là 420 nè ha. Còn nếu mà mấy chị muốn có quà tặng thì mấy chị mua nguyên set. Nếu mà mấy chị em mua nguyên set hộp ban ngày với lại ban đêm này luôn á thì Ngân sẽ tặng cho mấy chị em mình một cái set tắm trắng. Đây, xếp tắm trắng ngọc trai nè, mấy chị em thích không? Nhưng mà mua thêm muối tẩy tế bào chết đi mấy chị, thiệt em nói thiệt luôn á, mấy chị mua giùm muối tẩy tế bào chết cho em đi. Không phải em bán ế mà em năn nỉ mấy chị mua đâu. Muối tẩy này em bán chạy lắm luôn á, tại vì em thích, em xài thấy thích lắm cho nên em muốn mấy chị cũng phải xài nha, xài thích lắm luôn ấy. Không mua là tiếc. Đẹp lắm em. Hello chị, hello anh Vinh Hà Tiên nha.
Chị Ngân sắp thành cô bé tạp hóa luôn rồi, hỏi gì cũng có luôn. Cái vú đó mà thả ra thì nó dài tới đâu trời. Hello bạn Hà Na nha. Dài tới đâu kệ mẹ mình, bạn cũng là phận đàn bà phụ nữ với nhau mà bạn nói vậy để được gì. Ừ. Bây giờ cái vú mình mà thả ra nha là nó dài tới nhà bạn luôn á, nó dài tới giường bạn đang nằm luôn á, bạn vừa lờ bạn chưa? Nó dài tới giường bạn đang nằm luôn á, bạn có muốn mình đem gì tới cho bạn không? Thử, mình đưa cái vú mình đem tới luôn nha. Con nhỏ này nhìn thấy kinh dị luôn đó. Hello Phú Nguyễn nha. Mình đâu có mướn bạn vô mình nhìn bạn mình đâu. Sớm giờ Ngân không có thuê mấy bạn vô nhìn Ngân nha. Vô coi Ngân giải trí ha, vô coi Ngân để tìm hiểu làm đẹp thì coi. Còn mà coi gớm đừng coi, Ngân không có mướn mấy bạn coi nha. Ngân không có dư tiền cho những cái thành phần như mấy bạn. Mấy bạn có chết Ngân cũng không giúp mấy bạn nữa, chứ đừng nói mà hở Ngân mướn mấy bạn vô này coi. Ghê thì đừng coi. Cho em xin giá muối tẩy. Muối tẩy tế bào chết giá là 420. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân nha. Xài xuống lắm luôn á, mấy ơi mua đi trời. Xài muối tẩy tế bào chết mà không xài kem body có trắng được không chị? Không em, không hề trắng nha em nha. Phải xài kem body mới trắng. Ok, body có ship sang Macau không? Mấy chị em nào mà ở Mỹ, ở Malaysia, ở Đài Loan muốn mua sản phẩm của nhà Ngân thì mấy chị em nhắn tin cho Ngân ha. Ok, còn lại những nước khác thì có lẽ là mấy chị em phải nhờ người mua giùm rồi. Để Ngân coi thử nhà Ngân còn sản phẩm gì không nhé. Còn quá trời sản phẩm luôn. Chị em nào muốn mua combo mụn này thì inbox cho Ngân. Giá là 499 ngàn. Da mặt vừa bị mụn vừa bị nám thì xài sản phẩm gì hả chị? Nếu mà da mặt ít mụn ấy nha, chỉ có 1-2 cục mụn thôi ấy, thì em có thể xài cái bộ VIP này của nhà chị. Tại vì cái bộ VIP này của nhà chị ấy, thì nó đa năng em ạ. Đây, cái bộ VIP này của nhà Ngân thì nó đa năng nè, nhưng mà nó trị được mụn ít lắm. Còn nếu nha mà mặt vừa bị nám vừa bị mụn nhưng mà mặt bị mụn nhiều quá đó, thì Ngân khuyên đó là nên xài cái combo chuyên về đặc trị mụn luôn mọi người. Đừng có tiếc tiền mọi người, ở giá chỉ có 499 ngàn thôi ha. Mọi người thấy á, ví dụ như mặt của mọi người bị mụn đi ha, nhưng mà mọi người không chịu chú tâm trị mụn á, thì mặt của mọi người càng ngày nó sẽ càng nổi mụn nhiều hơn, hoặc là mụn nó cứ dậy hoài chứ nó không cải thiện được. Còn nếu mà mọi người chú tâm và mọi người tập trung vào cái sản phẩm chuyên đặc trị mụn á, thì chắc chắn mọi người sẽ trị được. Và sau khi mà mặt của mọi người hết mụn rồi á, thì mọi người làm gì cũng được hết trơn á. Chứ giờ ta nói mà mặt đang có mụn mà cứ đòi trắng thì nó cũng hơi khó đấy. Nó trắng thì nó trắng á, nhưng mà mặt nó càng mụn hơn nữa nha. Hồi xưa mặt Ngân cũng vậy, hồi xưa mặt Ngân bị rất là nhiều vấn đề trong cùng một lúc. Nào là mụn nè, nào là tàn nhang nè, nào là da không đều màu nè, nào là lỗ chân lông to nè, mà Ngân không chịu trị mấy cái đó. Suốt ngày Ngân cứ đòi trắng nè, tại vì Ngân thấy người ta trắng đẹp quá cho nên Ngân thích trắng. Nhưng mà nó đâu có đẹp được đâu, nó trắng nó cũng chẳng đẹp. Cho nên cái đầu tiên là mình nên trị mụn ha. Sau khi trị mụn xong rồi mình chuyển qua mình trị nám. Sau khi trị nám xong rồi muốn làm gì làm. Đó, combo chuyên đặc trị mụn, đỉnh cao của trị mụn, giá là 499 ngàn. Đây. Ta-da. Mấy tuổi là xài tế bào chết được? 12 tuổi trở lên là đã sử dụng tế bào chết được rồi. Mấy bạn tài ghê, Ngân đẹp thế mà mấy bạn cứ sân si. Tôi biết nhìn mà, em Ngân rất ưa nhìn. Cảm ơn chị Hồng Gai nha. Kệ chúng nó đi, ganh tị đó chứ, chị thấy cũng dễ thương lắm. Ok, thôi Ngân kết thúc livestream nha cả nhà. Mấy chị em muốn đẹp, muốn da đẹp, muốn trị mụn, muốn trị nám, muốn ốm này nọ các thứ thì nhắn tin trực tiếp giùm Ngân nha. Và lưu ý á, là nếu mà có cái Facebook nào đó ha, nó để hình của Ngân, nó đi bấm kết bạn Facebook với mọi người, thì xác định luôn cái đó là giả đó. Ngân không có làm vậy nha. Và Ngân cũng không có bán hàng trên Zalo luôn, không có nha cả nhà nha. Ok, bye bye mọi người.